chương 1 Đạo trưởng gà mờ Nguồn Mê truyện audio com Ánh nắng chói mắt từ khe hở xuyên qua rèm cửa sổ tiến vào, trên bàn bày đủ loại hoa quả, trụ gạo, nhang đèn chờ cúng tế. Ta cố gắng nhớ lại từng hình ảnh, tập trung tinh thần, thành tâm thành ý, xua đuổi tạp niệm, giấy trải cạnh nghiêng mực, bút cầm trong tay dính chu sa đỏ đậm, trên lá bùa màu vàng ghi câu chú. Nhất bút thiên hạ động, nhị bút tổ sư kiếm, tam bút gọi hồn ngoài ngàn dặm. Trấn bùa tại tim, trấn bùa tại chân, mỗi một bước đều thận trọng, hết thảy hoàn thành trong một câu chú, vạn pháp định càng khôn. Thiên địa ngũ hành âm dương. Cấp sắc phù. Cấp thi hành. Cấp nhận mệnh. Vừa đọc bùa chú vừa bấm tay niệm chú, không dám bỏ sót bước nào, sau khi làm xong, ta bị đập thật mạnh vào cạnh bàn, máu nóng từ giữa trán chảy xuống đỏ mắt. Ta vẫn cố tỉnh táo niệm rõ một câu chú cuối cùng. Dương dương hiển hách, mặt trời đằng đông, âm dương chi bình. Ngũ hành biến cứu. Hồn hề trở lại. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Ta muốn quay lại thời đại kia, không phải đi, mà là trở về, sư phụ, sư muội tỉnh rồi. Một giọng nam mềm mại, dễ nghe vang bên tai, ẩn chứa chút vui mừng khó che giấu, tỉnh thì tốt. Một giọng khác rõ ràng, trầm thấp, Điềm đạm trả lời, ta cố sức mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hai nam tử mặc đạo bào màu tím trước mặt, đây là đâu? Các ngươi là ai? Ta hơi chần chờ nhưng vẫn muốn làm rõ nghi vấn trong lòng, nam tử mở miệng trước ước chừng chưa quá 20 tuổi, ngồi ở bên giường, mắt xanh như nước, liếc mắt nhìn sơ cũng thấy toát lên vẻ ôn nhu hiếm thấy, khiến người ta lập tức có thiện cảm. Tóc cuộn tròn theo phong cách cổ xưa cài trâm gỗ trên đỉnh. Khẽ miệng khẽ mỉm cười khiến dáng vẻ vốn cứng nhắc lại hết sức nhu hòa nam tử ôm nhu nam nghe ta hỏi xong lại nở nụ cười sư muội muội lại đùa với ta và sư phụ trong giọng nói mang theo ba phần oán trách bảy phần sủng địch ta thấy tên trước mắt không tin lời ta tính ngồi dậy giải thích rõ ràng ai ngờ vừa mới đứng dậy đầu đã vô cùng choáng váng còn hơi đau sư muội muội nằm xuống trước vết thương trên trán phải cần chút thời gian mới có thể lành lại nam tử kia lập tức thân thiết đỡ ta nằm xuống vết thương trên trán ta nghi hoặc đưa tay lên đầu sờ soạn trên trán tuy bị vải băng kín nhưng vừa sờ một cái đã rất đau đớn rốt cuộc các ngươi là ai đây là đâu vì sao trán ta bị thương ta nhất thời thấy mình như lọt vào sương mù căn bản muốn làm rõ tình huống hiện tại trán ta bị thương lúc nào vì sao ngay cả ta cũng không biết hơn nữa bốn phía trong phòng này dán đầy bồ chú màu vàng trên đó còn vẽ mấy chữ khó hiểu như gà bới, không khí cũng quá quỷ dị, sư muội, muội thật không nhớ rõ. Nam tử ôn nhu kia nháy mắt trở nên gượng gạo nhưng vẫn mỉm cười rất dịu dàng, ta không phải không nhớ rõ, mà căn bản không biết các ngươi. Nếu ta thật sự từng quen biết hai tên đẹp mặt trước mắt này, tuyệt đối không thể nào quên. Hơn nữa ta nhớ rõ mới đây ta còn đang ngồi vắt chân trên sofa, vừa cặp dưa hấu vừa theo dõi bộ phim tình tiết cẩu huyết lúc 8 giờ, sao lại lập tức bỏ chạy đến đây, sư phụ. Tên kia rốt cục nhịn không được, quay đầu về sau nhìn tên lớn tuổi hơn, tên kia mặc đồ giống hệt, mặt mày thon dài như vẻ, cặp mắt xếp gian tà, thân hình cao gầy. Giờ phút này tay trái đang cầm một quyển sách rách nát có tuổi thọ hơn 900 năm, tay phải cầm bút, rất ra vẽ tiên phong đạo cốt, dạ nhi, bình tĩnh lại một chút, đợi vi sư xem lại. Nam tử được gọi là sư phụ nam thông dông buông bút trong tay xuống, cặp mắt xếp gian xảo chuyên chú nhìn vào cuốn sách ố vàng kia, ngón tay thanh mảnh lật một trang sách qua, thì ra là thế. Một câu rất cảm thán, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là sao? Nam tử vội vàng hỏi, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, dạ nhi sau khi nghe vi sư nói xong, chớ lo âu. Nam tử được gọi là sư phụ cười nhẹ với nam tử kia, sư phụ rốt cuộc là chuyện gì? Nam tử dường như phát hiện sự tình không đơn giản, hơi nhíu mày có vẻ sốt ruột vi sư nóng lòng cứu người khó tránh một chút sơ sót đã quên xem chú thích ở trang thứ hai trong này có viết muốn dùng phép này phải đợi đêm trăng tròn là lúc âm khí mạnh nhất nếu không sẽ hoán chuyển hồn phách nhầm chỗ lại là một câu nhẹ như mây trôi nước chảy nhưng lọt vào tai người khác như sấm sét ầm trời hồn phách nhầm chỗ ta khó tin nhìn đạo sĩ trước mắt quả thực rất muốn cào cấu khuôn mặt anh tuấn đó đang yên đang lành cạp dưa hấu thì có tội gì, sao lại vừa vặn được chọn làm nơi nhập hồn, giờ ta làm sao về? Vị đạo sĩ kia lại tinh tế lật vài trang sách trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, nói không trúng không trật gì cả. Kỳ thật ngươi với nàng vốn là một, hôm nay thầy trò chúng ta có thể gặp nhau ở đây là nhân duyên hội ngộ rất lớn. Ta hỏi khi nào ta có thể trở về. Ta mất kiên nhẫn lớn tiếng về chuyện đổi hồn phách lại thế nào, đợi vi sư nghiên cứu một chút tạm thời ngươi cứ yên tâm ở đây thanh dạ chăm sóc sư muội cho tốt vi sư ra ngoài xem tiền công đức thế nào rồi sau đó không để ta có cơ hội phản bác lạnh nhạt đẩy cửa đi ra ngoài ta trợn mắt há mồm nhìn tên đạo sĩ kia đi ra mờ mịt nhìn vị sư huynh gọi là thanh dạ trước mắt này hỏi giờ ta nên làm gì đầu thật sự càng lúc càng đau thanh dạ hình như cũng hơi thất thần nhưng vẫn dịu dàng cười trấn an ta bất luận muội là ai cũng là sư muội của ta muội nên nghe lời sư phụ tạm thời ở lại đây ta nhất định nghĩ cách cho muội vì một câu trấn an này mà cuối cùng ta đã bình tĩnh lại ta biết hiện tại có ầm ý thế nào cũng không xong chuyện gì đến sẽ đến quan trọng nhất là phải tìm ra cách trở về còn bây giờ phải tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện từ miệng sư huynh đây mới được nơi này gọi là bình ngư tiểu trấn phía đông có một am ni cô và một đạo quán vừa hay nằm đối diện nhau cho nên hệ có khách viếng bên này thì bên kia hụt ăn, khiến hai nhà cạnh tranh rất kịch liệt. Mà vị được gọi là sư phụ vừa rồi chính là đạo trưởng thanh vận của đạo quán, nam tử ôn nhu này là đại đồ đệ thanh dạ, chủ nhân cơ thể ta tạm chiếm giữ này là nhị đồ đệ đường thất, vì thế ta rất buồn bực, nếu đối diện có am ni cô, sao chủ nhân cơ thể này không xuất gia làm ni cô mà lại chạy sang đạo quán của hai nam nhân này, sau đó thanh dạ nói cho ta biết, sư muội vĩ đại đã trả lời như vậy đường thất ta không có gì tài giỏi, chỉ có nhìn người là chuẩn nhất. Hiện tại hay nhất chỉ có đi theo đạo trưởng tiên phong đạo cốt mới có thể không cần lo lắng đến cơm áo gạo tiền nửa đời sau này. Cũng không biết có phải vì đường thất nịnh hót giỏi hay không mà thanh vận đạo trưởng dám bất chấp nam nữ khác biệt, thu nhận nữ đồ đệ này. Nguyên nhân ta xuyên qua người đường thất là do là mấy ngày trước, Thanh Vận bỗng phát hiện khách đến Thủy Vân Am đối diện đột ngột đông hơn nên hoài nghi đám này được các nàng thuê về để đã kích Thanh Vận mà thôi. Vì ngăn ngừa hậu hoạn, vẫn nên có một người đi thăm dò tình hình đối thủ, hai nam nhân như sư phụ và sư huynh không tiện vào Am Ni Cô, vì thế trọng trách trình mò vì tiền cơm gạo củi lửa này hoa lệ rơi vào tay nữ đệ tử duy nhất của Thanh Vận, chủ nhân của cơ thể này. Thanh Dạ nhớ lại lúc ấy Thanh Vận nói với đường thất tiền nhiệm thế này. Đồ nhi, vi sư muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ. Chương 2 Đạo trưởng trị xét Nguồn Mê truyện audio com Ta nghe mà mướt mồ hôi lạnh, nhiệm vụ theo lời thanh vận đúng là gian khổ nhưng còn hai chữ quang vinh này. Chỉ sợ sẽ thương tích đầy mình trước khi đi. Thanh vận dặn dò đường thất tiền nhiệm ngàn vạn lần không thể để người khác phát hiện thân phận, nếu không bọn thanh vận xem như muối mặt. Hơn nữa còn bắt nàng cải trang kỹ lưỡng, đảm bảo ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận ra. Cuối cùng không còn thấy sơ suất gì khác mới cho nàng xuất phát, kết quả thế nào, nếu nàng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể xuyên qua cơ thể Đường Thất sao? Ngày đó Đường Thất đập đầu vào cạnh bàn thờ hôn mê bất tỉnh, cuối cùng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng đã bị một tiểu ni cô nhận ra, đuổi về đạo quán của Thanh Vận. Lúc đó thanh vận suýt nữa không còn chút mặt mũi gì nhưng vẫn ra vẻ ung dung tự tại nói đồ nhi này của ta ngày thường thích hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi vì dân trừ yêu đáng tiếc đạo hạnh chưa đủ ngược lại trúng yêu thuật khiến sư thái thêm phiền toái mong người thông cảm thanh vận nói năng cẩn thận nhìn như đang trách cứ đệ tử kỳ thực là tự trát vàng lên mặt mình không bàn tới việc nữ đệ tử của hắn hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ yêu con yêu này bắt được tại thủy vân am đây không phải rõ ràng ám chỉ Thủy Vân Am có yêu quái sao, lúc ấy sư thái bên Thủy Vân Am nghe xong lời này của Thanh Vận, sắc mặt nhất thời từ hồng chuyển thành xanh ba lần bốn lượt, biến cố này đúng là dọa không ít thách viếng. Hai ngày nay việc kinh doanh của Thủy Vân kém hơn rất nhiều, xem như đường thất tiền nhiệm đã thành công mỹ mãn. Về phần tài năng của đường thất ra sao, có thể vì tiền cơm gạo mà đập đầu vào bàn thế nào, e rằng chỉ có một mình nàng biết khi đường thất tiền nhiệm bị ni cô Thủy Vân am đuổi về, trên trán đã bị vỡ, máu chảy đầm đìa. Thanh dạ mời đại phu đến xem bệnh, đại phu chỉ băng bó xong xuôi và nói do va chạm mất máu quá nhiều nên tạm thời hôn mê, chờ thêm hai ngày tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ai ngờ ba ngày nháy mắt trôi qua, đường thất còn không có dấu hiệu tỉnh lại, đại phu lại đến xem, ai ngờ hắn nói mình bất lực còn bảo ta đã hết đường cứu chữa. Nói bọn ta thắp thêm mấy nén nhang cầu tổ sư phù hộ, thanh vận này cũng sốt ruột, khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng dám thử lập tức nhớ tới quyển tràng không bí tịch trân bảo tuyệt thế do tổ sư truyền lại trong sách có viết nếu hôn mê không tỉnh tất yếu vì quỷ thần tác quái chỉ cần sử dụng thần chú đánh tan hồn phách thế nên hắn cũng bất chấp tất cả vội vàng lôi giấy mực bút nghiêng ra múa bút vẽ bùa chú thi pháp nhưng sơ sót bỏ qua chú thích trong trang thứ hai vì vậy mới xảy ra chuyện hai đường thất khoáng đổi linh hồn nhầm lẫn dở khóc dở cười này khi ta nghe thanh dạ giả giải thích chuỗi sự kiện lằn nhằn này xong nhất thời đầu đau như búa bổ thật sự người không thể nhìn tướng mạo nước biển không thể đong đếm thanh vận kia nhìn điềm đạm thận trọng nhưng bản chất hoàn toàn tương phản gọi gió thành mưa vì vết thương trên trán ta đành nằm trên giường ba ngày liền mỗi ngày khá thư thả ngoại trừ thức ăn hơi tệ không phải cháo loãng thì là thuốc đông y đắng chết người mỗi ngày thanh dạ sư huynh săn sóc quan tâm, bưng trà rót nước hầu hạ. Trước cuộc hôm nay, ta hai mắt đẫm lệ nên đón bát canh gà đầu tiên sau khi xuyên qua, sư muội, đây là ta nhờ một nông phụ bán đồ ăn trong chợ làm dùng, nhân lúc còn nóng muội mau uống đi. Thanh dạ bưng canh gà, mặt mày tươi cười nhìn ta, cảm ơn sư huynh. Ta đưa tay nhận bát. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Ta dần già quen thuộc với thanh dạ đồng thời cũng nảy sinh chút hảo cảm với vị sư huynh ôm nhu này. Lúc ta bưng canh gà vừa thèm nhỏ giải vừa múc một muỗng đầu tiên lên hút, cửa phòng bị đẩy ra, thanh vận vẽ mặt đạm bạc phong sương tiến vào. Hắn nhìn thoáng qua bát canh gà trong tay ta rồi lập tức cười nhẹ, nói. Đồ nhi, ngươi đã tỉnh dưỡng trên giường nhiều ngày, nên xuống giường đi lại giúp thân mình sớm bình phục. Ta nghe thanh vận nói chưa thấy có gì không ổn, huống hồ mấy ngày nay ta nằm trong phòng cũng thật buồn chán vì thế đáp lại dạ ai ngờ thanh vận nghe xong cặp mắt xếp gian xảo bỗng sáng lên ra vẻ bình tĩnh ho nhẹ hai tiếng rồi mới nói tiếp nếu đồ nhi cũng có ý này thì nói thanh dạ đưa ngươi đi chợ mua chút đồ ăn việc nấu cơm đêm nay giao cho ngươi chuẩn bị ta nghe xong những lời này nhất thời trận mắt há mồm cuối cùng mới hiểu dụng ý thâm hiểm, khi hắn bảo ta nên xuống giường đi lại, cho dù đường thất tiền nhiệm ngu ngốc, đi dò xét chuyện làm ăn của Thủy Vân Am bị thương ở đầu nhưng xem như cũng có công lao. Sư phụ như hắn chẳng những không tỏ vẻ quan tâm, mua chút đồ ăn an ủi còn bắt một người đang bị thương nấu cơm cho hắn. Đây không phải đồ đệ mà là một nha đầu sai vặt trong bếp. Giờ phút này nhân cách tồi tệ của hắn mới phơi bày trọn vẹn trước ánh sáng, sư phụ thương thế của sư muội vừa mới có chút chuyển biến sao để nàng làm việc sớm như vậy còn chưa chờ ta mở miệng thanh dạ đã bất bình dùng ta ta cảm động liếc nhìn thanh dạ nhân phẩm của sư huynh với sư phụ đúng là không đội trời chung thanh dạ là mây trôi trên trời thanh vận là đạo bùa rỉ sét thanh vận nghe thanh dạ nói xong nhẹ nhàng cười cười nói chẳng lẽ đồ nhi nhiều ngày hút cháo hoa còn chưa khỏe đạo bào của vi sư đây đã hơi rộng ra rồi dứt lời còn vờ vịt đau lòng cho đạo bào thùng thình, hỗn độn trên mình, ta lướt nhìn hắn, đạo bào vừa vặn dáng trên người, đúng là có vỏ vàng nhưng hắn vốn vỏ vàng, đâu thể nào vì hút cháo hoa mới biến thành như vậy, thanh vận thấy ta liếc hắn, chẳng những không giận ngược lại ung dung từ tốn ngồi xuống giường, cặp mắt xếp chăm chú nhìn ta, giọng nói mềm nhẹ như mây trôi cuối trời. Thất nhi, ngươi biết không? Vi sư vốn xem sự tồn tại của ngươi là chuyện đương nhiên, mãi đến khi đại phu bảo vi sư thắp thêm mấy nén hương cầu tổ sư phù hộ vi sư này mới phát hiện thì ra ngươi đã sớm trở thành sinh mệnh của sư phụ là một phần không thể dứt bỏ nhất của vi sư thấy cặp mắt phượng nhìn ta thâm tình dị thường kia ta chẳng những không chút cảm động ngược lại còn nổi gân xanh đầy tráng ta có tự kỷ mấy cũng không nghĩ thanh vận yêu thương ta đến vậy thì ra ngươi đã sớm trở thành sinh mệnh của sư phụ là một phần không thể dứt bỏ nhất của vi sư là không thể dứt bỏ bỏ ngươi thì ngày ngày hút cháo sao? Ta ráng đè nén gân xanh trên trán, tươi cười cứng ngắc như ngậm gừng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ, ta không phải đồ đệ thất nhi của ngươi. Ta không phải thất nhi của hắn nên ta cũng không có nghĩa vụ làm nha đầu nhóm bếp cho hắn, không, các ngươi vốn là một nên ngươi với sư phụ cũng có tình cảm thầy trò, không thể nghi ngờ. Thanh vận đốt chắc, ta nhìn cặp mắt xếp gian xảo của thanh vận, Âm Thầm tự nhủ tuyệt đối không thể để hắn lừa dối, cố gắng sưu tầm đủ loại sách lược ứng đối trong đầu. Trong tình huống này, e là phải vận dụng đòn sát thủ của ta, sư phụ, ngươi tìm được cách đưa ta về chưa? Ta làm bộ hốt hoảng sực nhớ ra việc gì, hỏi Thanh Vận, khụ khụ. Thanh Vận ho nhẹ hai tiếng. Vi sư ra trước xem có thí chủ nào đến bố thí tiền công đức hay không. Nói xong câu đó, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội mở miệng lập tức đẩy cửa đi ra, quả nhiên, trong mấy ngày tạm trú ngắn ngủn này, ta đã tìm được tử huyệt của Thanh Vận, chỉ cần ta nhắc tới chuyện trở về, Thanh Vận lập tức ra xem tiền công đức, thật sự lần nào cũng linh nghiệm. Họa đến tai còn có thể bình an sống sót thật khiến ta thổn thức không nguôi, sư muội cũng là muội biết cách. Thanh giả mỉm cười nhìn ta, khóe miệng ôm nhu ấm áp như gió xuân giạc vào lập tức an ủi chút tâm tình vừa rồi bị thanh giả phá bỉnh. Cho nên mới nói, đằng sau sự bình tĩnh của một nữ nhân nhất định sẽ có một nam nhân ôm nhu như nước, yên lặng trả giá. Nghĩ vậy, ta nói với thanh dạ. Sư Huynh, Huynh dẫn muội đi chợ mua đồ đi. Nhưng thương thế của sư muội còn chưa khỏi hẳn. Thanh dạ lo lắng khuyên nhủ, không sao, đi lại nhiều sẽ sớm bình phục. Ta không phải vì thanh vận mà là nghĩ cho thanh dạ, ba ngày liền hút cháo không một câu oán hận, ngược lại còn nấu canh gà cho người khác. Thanh giả thấy ta kiên trì như vậy cũng không gì nữa, thấy ta ăn sạch canh gà xong liền lui ra ngoài, ta đứng lên lấy một đạo bào có vẻ sạch sẽ, kiểu dáng cũng không phiền phức, nghiên cứu một chút rồi thay đồ. Ta đến trước gương đồng ngắm nghía, không khỏi than thở bi ai, ngoại trừ làn da trở nên trắng nõn, bóng loáng hơn thì không có gì thay đổi, vẫn chỉ được xem là thanh tú như trước kia. Ai da? Căn cứ định luật vật học theo loài, thanh vận với thanh dạ anh tuấn như thế ta còn tưởng mình có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nữa chứ mấy ngày nay toàn nằm ngủ nên tóc tai rối bời ta cầm lượt chậm rãi chải đầu búi tóc sau đó cầm trâm gỗ trên bàn buồn bực nhìn nó nó không nói được thì ta làm sao hỏi cách búi tóc kiểu đạo sĩ đây ta thử búi mấy lần đều phí công muốn ta dùng một cây trâm túng gọn hết tóc lên đỉnh đầu không phải nhảm nhí lắm sao ta phiền chán vào đầu bức tóc Quyết định nhờ thanh giả giúp đỡ mở cửa ra đã thấy thanh giả đứng chờ ta, nhìn ta đầu tóc rối tung, hắn cười cười nhẹ nhàng hỏi: "Không búi được". Ta nổi giận gật gật đầu, huynh giúp muội. Hai người vào phòng, ta ngồi xuống ghế, thanh giả cầm lấy lượt gỗ trên bàn, đứng sau ta nhẹ nhàng chải tóc, hai bóng dáng hiện rõ trong gương đồng, một ôm nhuận thanh nhã, một bị lây ôm nhu kiều diễm. Rất nhanh một kiểu tóc đạo cô tinh xảo xuất hiện mà thanh dạ không cần tốn nhiều sức, ta cười khen thanh dạ hai câu, hắn cười nhẹ, một đôi mắt sâu thẳm hết sức ôn nhu. Nào có đẹp như sư muội khen? Ta nói có chính là có. Sư huynh không nên quá khiêm nhường. sau thanh vận với thanh dạ đến người mù cũng biết ai tốt hơn. Sau khi thấy mình trang phục chỉnh tề, ta bèn theo thanh dạ rời phòng. Xem ra đạo quán của thanh vận cũng không lớn, chỉ có mấy gian phòng, một điện thờ, có vẻ một mạc, yên tĩnh. Vừa bước vào tiền điện, liếc mắt một cái đã thấy thanh vận phong trần đứng trước tượng thần, cười nhẹ nhàng thoát tục khác thường, trước mặt một nữ tử phấn son yểu điệu, mắt như nước hồ thu, da trắng như ngọc, hai bàn tay mềm mại ôm ngực, có vẻ ốm yếu sắp chết. Bên cạnh còn có một nha hoàng, đại khái người ta là tiểu thư nhà giàu nào đó, đúng lúc ta nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, tiếng nàng kia yếu ớt nhưng vô cùng mềm mại, ngọt ngào. Liễu Yên gần đây không khỏe, hôm nay có ý đến đạo quán cầu phúc. A, à, không biết đoạn cô nương không khỏe chỗ nào. Cặp mắt xếp gian xảo của Thanh Vận nhất thời trở nên thân thiết vô cùng, khiến đoạn cô nương kia hai gò má như bạch ngọc nhuộm một tầng mây đỏ, người ta tự xưng là Liễu Yên, ngay cả người ta họ gì Thanh Vận cũng đã biết. Chương 3. Đạo trưởng sắc bén. Nguồn. Mê truyện audio.com. Ta cố ý bảo Thanh Dạ dừng bước nghe xem tiếp đó bọn họ nói gì liễu yên gần đây thấy ngực quặn đau suốt ngày hoảng loạn đoạn cô nương nói thanh vận thoáng cao mày theo bệnh trạng của đoạn cô nương hẳn tà khí nhập thân tăng áp lực lên tim khiến ngực khó chịu đoạn liễu yên nghe thanh vận nói xong hai gò má vốn ửng đỏ nhất thời trắng bệch sợ hãi hỏi không biết có thể chữa khỏi hay không thanh vận nhẹ nhàng bình thản nở cười với đoạn liễu yên sau đó từ trong cổ tay áo lần mò lấy ra một đạo bùa hình dạng kỳ quái đưa tới trước mặt nàng, nói tiếp: "Tuy lá bùa này không đẹp mắt nhưng có tác dụng trừ tà rất mạnh, đoạn cô nương chỉ cần mỗi ngày đeo bên người, có thể trừ tà phục quỷ." Quỷ tha ma bắt ta đứng một bên nhìn mà muốn trợn trắng mắt. Xem Đoạn Liễu Yên kia xuân tâm lộ liễu, nào có vẻ ngực quặn tim đau. Về phần hoảng loạn, ta dám cam đoan đó là bởi vì thanh vận đứng gần nàng như vậy khiến nàng xấu hổ mà thôi đoạn liễu yên đưa tay tiếp nhận phù chú dùng ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng mù quán cực độ nhìn thanh vận cảm tạ ngàn vạn ân đức của hắn mà khuôn mặt lạnh nhạt của thanh vận sau khi được thổi phòng công đức còn không hề thẹn thùng mỉm cười suốt trần thoát tục vờ khiêm tốn đoạn cô nương quá khen tiểu đào đoạn liễu yên liếc nha đầu phía sau một cái nha đầu kia lập tức hiểu ý đi đến thùng công đức thả vào đó một thỏi bạc, ta rõ ràng thấy cặp mắt gian tà kia của thanh vận lóe sáng lúc thỏi bạc xuất hiện. Đã vậy hắn còn ra vẻ bình tĩnh nói. Bần đạo đa tạ đoạn cô nương. Đoạn liễu yên rủ mắt, che miệng cười thẹn thùng. Liễu yên xin cáo từ. Nói là nói vậy nhưng đôi mắt lưu luyến, không nở rời khỏi người thanh vận. Bần đạo tiễn đoạn cô nương thanh vận phong trần đưa tay làm tư thế mời đoạn liễu yên rồi trong lúc xoay người đã thấy ta và thanh dạ hắn cười nhẹ sau đó đưa đoạn liễu yên ra khỏi đạo quán trước giờ hắn vẫn đi lừa gạt vậy sao ta nhìn thanh dạ hỏi ai ngờ thanh dạ còn chưa trả lời thanh vận phong trần đã trở lại nghe được lời này không những không tức giận mà còn nhìn ta cười khinh bỉ thất nhi sao có thể dùng hai chữ lừa gạt nếu thất nhi không tin thần thánh sao ngươi lại ở đây Thanh vận hỏi một câu khiến ta á khẩu, nếu thế giới này thật sự không có thần thánh, dùng khoa học chứng minh, thì tại sao một người hiện đại như ta lại bay đến đây chỉ vì tên thanh vận gà mờ nào đó, nếu thất nhi không thể phản bác, sau này phải tôn trọng thần thánh, chớ nói năng thiếu suy nghĩ, chọc giận thần thánh. Cặp mắt xếp kia bổng sắc bén dị thường, lạnh lẽo băng giá, thể hiện thái độ thần thánh không thể xúc phạm khiến ta cứng lưỡi, nghẹn ngào nói không nên lời. Dạ nhi, Đưa Thất Nhi đi chợ mua đồ sao? Trong nháy mắt, Thanh Vận khôi phục lại phong thái ung dung bình thản, cười nhẹ, bộ mặt nghiêm nghị vừa rồi biến mất như phù dung sớm nở tối tàn, dạ, sư phụ. Thanh Vận điềm đạm cười cười, đi tới thùng công đức moi ra 10 quan tiền và một lượng bạc, 10 quan tiền đưa tận tay thanh dạ còn lượng bạc thì nhét vào vạt áo, đi thôi, Thất Nhi đang bị thương, mua nhiều thứ bổ dưỡng một chút, bồi bổ cho nàng. Sau đó hắn quay lại cười với ta thất nhi, theo sát sư huynh để nhớ đường cho rõ, về sau việc đi chợ nấu cơm đều do ngươi phụ trách. Dạ. Ta bị biểu tình vừa rồi của thanh vận hù dọa, hiện tại tất nhiên phải có chút cung kính với hắn, ta theo thanh dạ ra khỏi đạo quán, bỗng nhiên hắn dừng bước, ôm nhu cười với ta. Sư muội, muội đợi ở đây một lát, ta về phòng có việc. Được. Ta mặc dù khó hiểu nhưng vẫn nghe lời một mình đứng ở ngoài đạo quán rảnh rỗi nhìn xung quanh. Đối diện là một am cô, vừa hay cũng đối nghịch với thanh vận. Nhưng am xá rõ ràng khí khái hơn đạo quán của thanh vận rất nhiều, cổ kính, thanh tĩnh, bản hiệu đề ba chữ Thủy Vân Am đầy linh khí. Thanh vận quan so với Thủy Vân Am chỉ cách nhau một con sông trong tới mức có thể thấy đấy, nước chảy róc rách xuôi dòng, ánh nước lấp lánh, ta nhìn một hồi bỗng thấy tỉnh cả người, vừa rồi rõ ràng ta chỉ hỏi thanh dạ có phải thanh vận hay lừa gạt như vậy không? Không hề thiếu tôn trọng thần thánh, cũng không hề nói năng thiếu suy nghĩ. Kết quả ta bị cái nhìn sắc bén của thanh vận khiến đầu óc mê muội, gió mưa hỗn độn, chở cách thanh vận quan không xa, ta và thanh dạ đi bộ gần nửa canh giờ đã đến. Bình Ngư Trấn tuy không sánh bằng thành thị phồn hoa nhưng là một vùng sông nước Giang Nam hữu tình, người dân vô cùng chất phát rất nhanh, ta đã biết mục đích về phòng của thanh dạ, ta tính toán một chút, một bó cải trắng hai quan tiền, một con cá bột 12 quan tiền, năm quả trứng gà năm quan tiền, một miếng đậu hũ hai quan tiền, tổng cộng là 21 quan tiền. Mà thanh vận chỉ cho thanh dạ 10 quan tiền, hơn nữa hắn còn nói. Thất nhi đang bị thương, mua nhiều thứ bổ dưỡng một chút, bồi bổ cho nàng. Vì thế, chân tướng chính là bỗng nhiên ta nhớ tới một câu nói yêu thích là con người là quyển sách thú vị nhất, cả đời xem không hết. Ta nghĩ thanh vận chính là quyển sách cả đời ta xem không hết. Ta cũng tình nguyện tin rằng những gì vừa chứng kiến chỉ là một góc nhỏ của núi băng thanh vận mà thôi, chắc chắn hắn còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa chờ ta đào xới lúc mua đồ xong hết, mặt trời đã sắp lặn, một quần sáng vàng nhạt, mềm mại rọi trên khuôn mặt thanh dạ. Khiến hắn giống như đang lưu luyến vẻ kiều diễm của hoàng hôn nhìn thanh dạ như vậy ta nảy sinh một nghi vấn sư huynh lúc trước vì sao huynh xuất gia đã vậy lại đi theo tên thanh vận ra vẻ đạo mạo theo ý ta thanh dạ mới có khí chất làm sư phụ thanh vận có thể lên ngôi sư phụ hẳn chỉ vì lớn tuổi hơn mà thôi thanh dạ kinh ngạc quay đầu lại nhìn ta sao bỗng nhiên sư muội muốn hỏi chuyện này tò mò thôi nếu thanh dạ không xuất gia với dáng vẻ ôn nhu ý nhị này của hắn không biết có thể hại bao nhiêu cô nương nhà người ta động tâm, thanh giả rủ mắt cười cười. Có người xuất gia là vì tu đạo, siêu thoát thống khổ. Có người là vì thống khổ nên lựa chọn xuất gia đến trốn tránh thị phi thế gian. Vậy sư huynh thuộc loại nào? Thanh giả quay đầu về phía chân trời, cặp mắt sâu thẳm nổi bật trong ánh tịch dương, ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng cũng dần dần biến mất. Là loại thứ hai. Tiếng nói nhỏ như mũi kêu, giống như gió lùa qua kẻ tay không nắm bắt được ta không hỏi nữa hai người trầm mặc về đạo quán cho đến khi xuyên qua ta mới cảm nhận sâu sắc chân lý ai ngờ ăn chén cơm cũng vô cùng vất vả khi ta cầm cái vá đứng trước bếp nhất thời khóc không ra nước mắt vừa dùng vá đảo vài cái vừa thêm củi lửa lửa nhỏ ta sợ đồ ăn không chín lửa lớn ta sợ nó bùng lên thiêu rụi cả phòng nấu có bữa cơm cũng khiến ta mệt như tử thanh vận và thanh dạ lại không biết nấu ăn nếu ta không động thủ mỗi ngày cứ chờ hút cháo đi lúc dùng cơm tối ta lại biết thêm hai chuyện khiến ta hiểu thanh vận sâu sắc hơn thứ nhất hôm nay tâm tình thanh vận tựa hồ rất tốt bởi vì hắn ăn hai chén cơm thứ hai thanh vận chỉ tu tâm không tu thân bởi vì hắn không hề chạm đổ vào trứng gà và cải trắng toàn bộ tô canh cá kia đều bị hắn ăn sạch chỉ chừa lại một cái đuôi cá cô độc nằm trong tô giống như một kiệt tắc trừu tượng ta thật sự rất muốn hỏi một câu sư phụ đây là ngươi tẩm bổ hay ta tẩm bổ dùng xong thanh vận từ trong tay áo lấy ra một cái khăn sẫm màu quái dị tao nhã lau miệng khen ngợi thất nhi làm đồ ăn rất ngon sau đó lấy lại vẻ tiên phong đạo cốt đi ra ngay khi sắp bước chân ra cửa bỗng ngừng lại nói thêm một câu như chuyện tào lao đời thường lúc này đã vào mùa cua cúc hoàng rồi ngày mai đổi chút rau xanh đi. Cua cúc hoàng đã vào mùa tạc tạc. Chỉ sợ chữ cua kia mới là mấu chốt, vì thế buổi tối ta một mình nằm trong phòng, không ngủ được. Cứ nghĩ đến tương lai đều u ám không lối thoát như vậy, trước mắt đen tối như vậy, trong lòng thấp thỏm lo âu vạn phần, chỉ âm thầm khẩn cầu tổ sư phù hộ thanh vận sớm ngày tìm được cách đưa ta trở về, sáng sớm hôm sau, ta sửa soạn một phen, sau đó buộc mớ tóc dài lên chuẩn bị đi tìm thanh giả xin giúp đỡ đạo quán này cũng nhỏ quá đi, gian bên cạnh là phòng thanh dạ, mà cạnh phòng thanh dạ chính là gian phòng còn lại duy nhất, phòng của thanh vận mới vừa đến trước phòng thanh dạ chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng bên cạnh bỗng kẹt một tiếng. Thanh vận từ trong phòng bước ra, vẫn là bộ dáng ung dung tự tại như trước, khác biệt duy nhất là đạo bào phong trần đổi thành màu xám. Nhìn thấy ta, cặp mắt xếp gian xảo bỗng lấp lánh rực rỡ, ý cười trên miệng cũng có vẻ càng thâm sâu hơn, thất nhi, đêm qua ngon giấc không thanh vận hỏi đêm qua mũi đốt liên tục đồ nhi cả đêm ngủ không yên ta tuyệt đối không thể trả lời theo ý hắn thanh vận này thường ngày tốn công lắp ráp ra một bộ dáng đạo mạo kỳ thật bản chất chính là một con hồ ly giả dối từng bước theo ngươi chờ cho ngươi bất cẩn rơi vào cạm bẫy hắn đã sắp đặt trước đó sau đó chuyện duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn chờ mất ngủ a à, hôm nay thất nhi nhớ đốt cỏ sông hương rồi hãy ngủ để ban đêm không còn bị mũi đốt Thanh vận thân thiết nhắc nhở, dạ, tạ sư phụ quan tâm. Đồ nhi đi trước làm đồ ăn sáng. Chồng chút tết gà, không phải chuyện tốt. Ta tránh trước thì hơn, chậm đã. Quả nhiên, thanh vận ở sau lớn tiếng kêu, lưng ta nhất thời toát mồ hôi lạnh, cứng ngắc xoay người, cố tươi cười. Không biết sư phụ còn có chuyện gì. Khụ khụ. Thanh vận che miệng ho nhẹ hai tiếng, sau đó chậm rãi bước tới gần ta, đến khi hai người cách nhau không đến một tay, gần gũi như thế, mặt mày thon dài như vẻ, khí chất cao quý như ngọc. Cặp mắt xếp gian xảo ba phần mị hoặc, bảy phần bình thản, cho dù một thân mặt đạo bào cũng không che giấu được phong thái anh tuấn của hắn. Ta không khỏi thất thần, chỉ thấy đôi môi mỏng khêu gợi khẽ mở, ngữ điệu thanh tao, chậm rãi, đồ nhi, vi sư muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quan vinh mà gian khổ. Ta lập tức chấn động, bỏ qua nhan sắc trước mắt, áo trong nhanh chóng ướt đẫm. Nếu ta nhớ không lầm, thanh dạ từng kể trước đó hắn sai đường thất tiền nhiệm đi dò xét chuyện làm ăn của Thủy Vân Am, cũng dùng những lời này. Chương 4 Đạo trưởng keo kiệt Nguồn Mê truyện audio com Sư phụ, đồ nhi chợt thấy bụng đau đớn khó nhịn, xin phép về phòng trước. Xuất phát từ bản năng, ta nhanh chóng che bụng gập lưng xuống 60 độ, quay người đi về phòng, thất nhi, chờ một chút. Thanh vận kéo tay ta, khiến ta nửa bước cũng không chạy được, sư phụ, đồ nhi sắp nhịn không được, thật sự sắp nhịn không được. Ta dùng sức chớp chớp mắt tính nặng ra và giọt nước mắt nóng hổ nhưng ông trời không cho ta tọa nguyện, đến nửa giọt cũng không có, thanh vận kéo ta, đưa gói đồ màu xám vẫn cầm trong tay nhét vào tay ta. Thất nhi, nhờ ngươi. Ta xem ra tránh không khỏi, chỉ có thể nhận mệnh. Buồn bực mở bao, chỉ thấy bên trong là một đạo bào hỗn độn, sư phụ, đây là cái gì? Thất nhi, chuyện giặc vũ của sư phụ đều nhờ ngươi. Thanh vận phá lệ cười xuất trần thoát tục với ta, sau đó xoay người tính trời đi, chậm đã. Lần này đổi lại người bị giữ chặt là thanh vận, sư phụ, thứ này xin người cầm lại. Ta cầm bao trả lại cho thanh vận. Thất nhi. Cặp mắt xếp gian xảo nhìn ta vô cùng u buồn, còn kèm theo một tia nếu chua sót ẩn hiện, đáng tiếc lần này ta không chút dao động vì sắc đẹp của hắn, cầm lại đi. Tục ngữ nói đúng, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Nấu cơm còn chưa tính. Dựa vào đâu mà ngay cả quần áo của hắn cũng muốn ta giặt. Cho dù ngươi đau lòng đỏ mắt, chua sót hay ngọt ngào cũng không liên quan đến ta, thanh vận lắng nghe ta nói, nháy mắt thu hồi cặp mắt u sầu, nâng tay lên ngang ngực, miệng tiếc hận hỏi ta. Thất nhi, ngươi thấy tay sư phụ có thô ráp không? Ta lướt qua tay hắn, cười lạnh nói. Tay sư phụ thon dài, khớp xương rõ ràng, rất tinh tế. Dở trò với ta. Nằm mơ giữa ban ngày, ai ngờ thanh vận nghe ta nói xong, cặp mắt gian xảo kia nhất thời mở to như hoa quỳnh nở, nếu tay sư phụ tinh tế, nõn nà như thế, sao thất nhi lại nhẫn tâm để sư phụ động tay khiến nó thô ráp chứ? Chẳng lẽ quả thực như số mệnh bình thường, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thanh vận thấy ta không phản đối, lập tức cầm bao đồ nhét lại vào tay ta, khóe miệng tươi cười vô cùng giảo hoạt. Nếu thất nhi luyến tiếc, về sau chuyện giặt vũ của sư phụ đành giao hết cho thất nhi. Ta nhất thời thấy sấm sét ầm trời, nghĩ đến chuyện sau này mỗi ngày đều phải giặt quần áo thường cho thanh vận, tương lai thật đen tối không có lấy một tia sáng. Không được, ta tuyệt đối không cho phép. Trong lòng thì mạnh miệng như nói ra rất khác, sư phụ, kỳ thật thất nhi cũng không phải không thể giặt đồ. Ta ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sao? Thanh vận nghe xong, trong mắt có vẻ phòng bị, ta bắt chước dáng vẻ đạo mạo của thanh vận, ung dung tươi cười, nói. Sư phụ người cũng biết, thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí, từ nay về sau, tiền mua thức ăn từ 10 quan tăng lên 25 quan đi. Bất kể thanh vận có đồng ý hay không ta cũng không chịu thiệt. Nếu hắn không muốn ta cũng không tổn thất gì mà còn mừng rỡ, thanh nhàn. Nếu hắn đồng ý, ta đây giặt quần áo cho hắn sẽ tiết kiệm dùng thanh dạ hơn 10 quan tiền, cớ sao không làm, bữa tối hôm qua, con cá mua hết 12 quan mà chỉ mình thanh vận độc chiếm còn chưa tính, hơn nữa hắn chỉ đưa tổng cộng 10 quan, 11 quan kia là tiền riêng của thanh dạ. Xét nhân phẩm của thanh vận, ta không thể không lo đến khi thanh dạ già đi, thanh vận có phải sẽ một cước đá hắn bay đi mặt hắn tự sinh tự diệt hiện tại ta phải thay thanh dạ dành dụng tiền dưỡng già thanh vận nghe xong chân không tự chủ được lui về phía sau từng bước ngay cả khóe miệng tươi cười cũng có vẻ hơi cứng nhắc vi sư chợt thấy thất nhi mỗi ngày đi chợ nấu cơm rất vất vả việc nhỏ như thế này không nên phiền thất nhi tiếp đó ông bao đồ trong tay lui vào phòng hắn ta thấy thanh vận có vẻ hoảng sợ bỗng nhiên xúc động rơi lệ đầy mặt rốt cục khổ sở vất vả đánh bại thanh vận nhưng keo kiệt như hắn thật đúng là thiên hạ khó tìm, ai ngờ thanh vận đang hoảng sợ thối lui đến cửa phòng khẩu đột nhiên dừng lại, sau đó có vẻ cân nhắc, mặt mày nhíu chặt, qua một hồi lâu bỗng ló người ra, mắt nhìn ta đầy chua xót đau đớn. 15 quan 25 Đừng hồng mặt cả với ta, thanh vận nhắm mắt lại, ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương, mong manh, yếu ớt nói. 20 Ta suýt nữa đã ngã nhào xuống đất vì câu nói đó của hắn, Nói chuyện với thanh vận quả thực còn mệt hơn chuyện mặc cả với mấy bác gái ở trong chợ được 20 quan lòng vòng với hắn cũng không có kết quả ta đi về phòng thanh vận cầm cái bao sau đó nhìn hắn chầm chầm không rời mắt thanh vận bất đắc dĩ lấy ra một sâu tiền đếm đúng 20 quan đưa ta sau đó không kiên nhẫn dòng ngó ta nữa xoay người vào phòng đóng cửa lại miệng không ngừng mất máy cực kỳ bi thảm đồ bất hiếu bất hiếu a à, bất hiếu ta quẳng bao đồ trong phòng tiếp tục tìm thanh dạ xin giúp đỡ nhưng đứng ngoài gõ cửa gần nửa ngày đều không ai trả lời buồn bực đẩy cửa ra đã thấy trong phòng không có lấy một bóng người huống hồ gì là thanh dạ ta tìm lần thắp đạo quán một lần nữa cuối cùng tìm được hắn ở phòng bếp thân ảnh thanh nhã đang bận rộn trước bếp đến khi ta tới sau lưng hắn còn chưa phát hiện sư huynh ta mở miệng trước thanh dạ kinh ngạc quay lại thấy ta đã tươi cười dịu dàng sư muội sư huynh huynh đang làm gì đó ta biết rõ còn cố hỏi làm đồ ăn sáng sư muội chờ một lát sắp chín rồi thanh vẫn dứt lời lại tiếp tục bận rộn sư huynh việc này không phải đã giao cho muội sao thanh dạ nghe xong vẫn không xoay người ngược lại còn múc một ít cháo vào chén muội đang bị thương ta có thể giúp ngươi sẽ tận lực giúp ngươi huống hồ mấy ngày ngươi bị thương việc này vẫn do ta làm hiện tại ngày nào không làm lại thấy giống như thiếu thiếu cái gì thanh dạ cười nói ta đi sau hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nếu nói đến người có dung mạo và nhân phẩm khiến cả người lẫn thần phẫn nộ thanh dạ kia thật khiến ta xấu hổ vô cùng lấy gì báo đáp ngươi sư huynh của ta lấy gì cứu vớt ngươi sư phụ của ta đồ ăn sáng thật xứng là đồ ăn mặc dù hơi ít nhưng cũng khoan khoái ngon miệng sư huynh huynh có đồ cần giặt không Muội đang định giặt đồ, hay để muội giặt giúp huynh? Ta nhẹ nhàng nuốt ngụm cháo trong miệng rồi hỏi, Thanh Dạ cười cười, từ chối. Không cần, sư muội, ta có thể tự giặt. Sư huynh, hay cứ để muội giúp. Ta chấp nhất hỏi, sư muội, ta có thể tự giặt. Sư huynh, muội giặt giúp huynh. Ta dây dưa không ngớt, vẻ mặt cầu xin nhìn Thanh Dạ, e rằng chỉ có ta là người duy nhất trong lịch sử khẩn cầu giúp người khác giặt quần áo nhưng đã nhận ơn huệ của người khác thì phải báo đáp, không làm gì cho thanh dạ, lương tâm ta sẽ ấy nấy, thanh dạ nhìn ta, rất ngại dây dưa với ta đành thở dài một tiếng. Vậy làm phiền sư muội. Được. Ta cao hứng đáp, ta với thanh dạ hai người bên này hòa thuận vui vẻ, còn một người khác lại lạnh tanh ngồi cạnh bên, vẻ mặt thê thê thảm thảm, thanh vận cũng không ngẩng đầu lên, đau khổ hút cháo, thở dài vạn phần thổn thức. Thái thượng lão quân cùng thần thánh các phương, đồ đệ bất hiếu. Bất hiếu. Ta không thèm nhìn người nào oán niệm, không chút sợ hãi tiếp tục ăn sáng, ăn sáng xong, ta ôm sim y ra bờ sông. Thanh vận đạo quá và thủy vân am tuy chỉ cách một con sông nhưng cầu nối giữa hai nhà lại cách đó cả trăm mét, chỉ sợ gần quá sẽ khiến hai nhà đánh nhau. Giờ phút này cũng vừa mới có một tiểu ni cô ở Thủy Vân Am đối diện ngồi sổng bên bờ sông dùng chày gỗ đập đập quần áo, mắt hơi nhỏ, mũi hơi thấp nhưng đôi môi rất hồng hào tiểu ni cô kia vừa nhìn thấy ta lập tức hung tợn trừng mắt khiến ta vô cùng khó hiểu đối với người không dễ để người khác khinh thường như ta ta lập tức ăn miếng trả miếng trừng mắt nhìn lại sau đó không thèm quan tâm cúi đầu giặt quần áo nhưng ánh mắt bất hảo kia vẫn lượn qua lượn lại như trước nếu ta nhớ không lầm thanh dạ từng nói lần đó đường thất tiền nhiệm đập đầu vào bàn thờ ở thủy vân am rồi hôn mê bất tỉnh sau đó có tiểu ni cô của thủy vân am đưa ta về ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh người đó không phải là tiểu ni cô bên kia đó chứ vì ta không muốn dùng chày gỗ cồng kềnh nên dùng tay vào quần áo kỳ thật đồ của thanh dạ và thanh vận cũng không bẩn vò sơ rồi xả nước đã sạch bất quá ta ngồi ở bờ sông lâu khiến xương sống thắt lưng mỏi nhừ nếu ngày mai có giặt nữa thì phải mang theo cái ghế mới được sư muội có cần ta giúp không một giọng nói nhẹ nhàng từ sau vọng lên, ta ngẩng đầu thấy thanh dạ đứng cạnh tươi cười, mấy sợi tóc rối phất phơ hai bên má, khiến cho hình dáng càng thêm vẻ ôn hòa, điềm đạm, tuấn nhã thoát tục, mê hoặc lòng người, trong nháy mắt ta thầm nghĩ sẽ thổ lộ với hắn ba chữ chôn giấu dưới đáy lòng kia, xin kết giao. Trong lòng nghĩ gì buộc miệng nói đó? Sư muội, muội nói gì? Thanh dạ hình như không nghe, không có gì, ta nói hôm nay ánh dương tươi đẹp, gió nhẹ ấm áp ta lập tức tỉnh táo, cố ý đánh trống lãng. Trên mặt nóng rực, ta sao có thể nghĩ gì nói đó như vậy, nếu thanh dạ nghe thấy, chi bằng ta đây đâm đầu xuống sông chết đi, ông trời cố tình không cho ta toại nguyện, chẳng lẽ hiện tại chúng ta không phải đang kết giao sao? Cặp mắt xanh thẳm như nước kia buồn bực nhìn ta, hàng mi hơi nhướng lên, ta nhất thời bị câu này dọa ngốc ngẩng người nhìn đôi mắt không hề gợn sóng của hắn mất nửa ngày mới hiểu được kết giao trong miệng hắn với kết giao trong miệng ta cách nhau một trời một vực, thanh dạ nghĩ đó là bạn bè kết giao còn ta lại nghĩ là nam nữ kết giao. Quả nhiên, ông nói gà bà nói việc mà, đúng, ta đang kết giao với sư huynh. Ta đau đầu trả lời. Thật sự là mong người như thác lũ, chỉ có người không hay, đang lúc ta đau đầu, bỗng nhiên cảm giác cặp mắt hung tợn ở bờ bên kia càng trở nên càng hung hiểm hơn, chẳng lẽ tiểu ni cô kia trong lòng vừa nghĩ vậy ta lập tức cố ý buông quần áo trong tay đứng lên sư huynh trên mặt huynh dính gì bẩn vậy dứt lời đưa móng vuốt sói lên khuôn mặt tinh xảo của thanh dạ giả. giả vờ lau lau quẹt quẹt bờ bên kia nhất thời giống như muốn khoét một lỗ trên người ta cuối cùng ta xem như đã hiểu tâm tư của tiểu ni cô đối diện e rằng đã động phàm tâm với thanh dạ nhưng động tâm với nam nhân ôn nhu như thanh dạ cũng đúng ngay cả ta cũng không thoát khỏi chuyện này, dính bẩn sao?" Thanh Dạ kinh ngạc xoa mặt mình, không cẩn thận chạm phải đầu ngón tay của ta, hai người nhìn nhau, lập tức xấu hổ rút tay về, ánh mắt dời đi chỗ khác, đầu ta suy nghĩ lộn xộn, chẳng lẽ đây chính là không khí trong truyền thuyết của Từ Điển Tân Hoa, trong lúc hữu tình nảy sinh thêm phần ái muội. Chương 5. Đạo trưởng cô đơn. Nguồn: Mê truyện audio.com sư huynh, tiểu ni cô đối diện sao cứ luôn trừng mắt nhìn ta. Ta cố ý chuyển đề tài, tìm kẻ chết thay phá vỡ không khí tái muội này, thanh dạ buồn bực nhìn qua bờ bên kia, thấy tiểu ni cô lập tức hiểu rõ, cười nói. Nàng trừng muội là tất nhiên. Cái gì? Trừng muội vậy cũng là tất nhiên. Chẳng lẽ ta trời sinh thiếu ngực, nàng mới xuất gia năm rồi, trước đó có đến thanh vận quan nhưng sư phụ không thu nhận nàng, cuối cùng mới vào thủy vân am vì sao sư phụ không nhận nàng? Ta buồn bực hỏi, xét tính tình thanh vận, càng nhiều nha hoàng hầu hạ hắn càng tốt, lẽ nào thịt béo dân tới miệng còn đưa tận tay đối thủ, sư phụ chỉ nói không có duyên phận thầy trò với nàng, còn nguyên nhân khác ta cũng không biết. Ta nhìn thanh giả phá lệ tươi cười, hàm súc, lập tức biết chuyện này nhất định có ẩn tình, sư huynh, huynh cũng biết, huynh là người thân duy nhất của muội ở đây. Muội thật sự không ngờ ngay cả huynh cũng gạt muội ôi chao. Dứt lời, mặt mày sầu bi nhìn về dòng nước chảy róc rách, viễn chuyển thở dài một tiếng, sư muội, ta nói cho muội cũng được. Giọng nói bất đắc dĩ của thanh dạ vang lên bên tai vang, kèm theo một chút sủng nịch say lòng người, ta nhanh chóng chuyển mắt lại, mặt mày hớn hở nhìn thanh dạ, sầu thương vừa rồi như cầu vòng thoát ẩn hiện phía chân trời. Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chỉ mới mấy ngày ngây người cùng thanh vận, Ta đã học được năm sáu phần của cái phong thái dối trá này rồi, cuối cùng theo lời thanh giả kể, ta đã biết được sự thật tại sao năm đó Thanh Vận Thu nhận đường thất tiền nhiệm, khi đó Thanh Vận Quan vừa dựng lên, thanh giả mới tới Thanh Vận Quan, Thanh Vận đánh giá thanh giả sơ sơ liền thu nhận. Hai nam tử sống chung mà không có nữ tử chiếu cố thật sự không tiện, chuyện tắm giặt tùy tiện cũng có thể bỏ qua nhưng thức ăn mỗi ngày đều dựa bánh bao, vàng thắng mua trên trấn. Ăn một hai bữa không sao nhưng liên tục ăn một tháng, thanh vận với thanh giả thật sự không chịu nổi. Đúng lúc này, đường thất tiền nhiệm một mình xông vào thanh vận quang, thanh vận sau khi nghe xong tuyên ngôn bái sư hoa lệ của đường thất tiền nhiệm chỉ hỏi một câu. Biết nấu cơm không? Đường thất tiền nhiệm đắc ý đáp lại đúng một chữ. Biết. Vì thế. Chuyện thanh vận quan thu nhận nữ đệ tử duy nhất ra đời, gặp đúng người đúng lúc cũng chính là duyên phận thầy trò trong miệng thanh vận, nếu hiện tại ta có bạc, chắc chắn rời thanh vận quan không chút do dự. Mỗi ngày ngoại trừ chuyện nấu cơm giặt vũ thì là châm trà bưng nước cho khách, trở thành nha hoàng chân chính, nhưng giờ đây ta chỉ có thể tự an ủi mình, tham khổ qua ngày, xem như tu tâm dưỡng tính, thất nhi, rót một ly trà cho lý cô nương. Bên tai truyền đến giọng sai bảo nhẹ nhàng của thanh vận, dạ. Đây là Lý cô nương, đó là Lâm cô nương, Thanh Vận đều nhớ rõ ràng, ta ngoan ngoãn rót một chén nước đưa tới tận tay Lý cô nương trong truyền thuyết, khuôn mặt tươi cười chào hỏi thêm một câu. Lý cô nương, mời dùng. Sau đó ta lùi về góc nhỏ của mình ngồi đợi lần triệu hồi thứ N sắp tới nữa của Thanh Vận, trong mấy ngày ngắn ngủi, ta cũng nắm đại khái tình hình hiện tại. Kỳ thật khách lui tới Thủy Vân Am mỗi ngày đều là phụ nữ đã thành thân quá 50 đều là người đứng đắn thành tâm hướng Phật. Trái lại khách của Thanh Vận Quang đều là cô nương trẻ tuổi, quanh oanh yến yến, dáng vẻ xinh tươi, đơn thuần đến đây chỉ để tiếp cận Thanh Vận và Thanh Dạ. Theo lý thuyết, khách hàng mục tiêu của Thanh Vận Quang với Thủy Vân Am hoàn toàn khác biệt nên hai nhà thật sự không nên đối lập nhau như thế. Cũng không hiểu vì sao Thanh Vận Quang cứ đấu đá với Thủy Vân Am, ta liếc nhìn cái người vô cùng xuất trần thoát tục đang được đám anh yến vây quanh, biểu môi kinh thường, sau đó quay sang nhìn Thanh Dạ vẫn luôn tươi cười ôn nhu, thanh nhã với cảnh xuân tươi đẹp trước mắt mà không khỏi thầm ai oán, để tay lên ngực tự hỏi đây có thật là đạo quán chứ không phải kỹ viện nam chuyên bán sắc sao. May mắn nữ tử ở đây còn chịu ràng buộc của nữ giới và tam tòng tứ đức, chỉ có thể đứng một bên trò chuyện vài câu, không dám nhào vào lòng nam nhân như sói đói. Nếu ở hiện đại, e rằng thanh dạ đã sớm bị lột sạch quần áo, thanh dạ sư huynh của ta, nếu có thể, mỗi đêm ta sẽ cải trang, hay ánh trăng tiêu diệt cái đám xinh đẹp bên cạnh huynh cho bằng hết. ở đây nhiều ngày, ta dần dần bắt trước thói xấu của thanh vận, lén giấu dưới một hai quan tiền từ hai mươi quan tiền chợ đáng thương kia làm của riêng. nghe thanh giả kể ta biết đường thất tiền nhiệm cũng không phải tay vừa nhưng đã nhiều phen lục lọi khắp phòng của đường thất cũng không moi ra được nửa đồng, càng kiếm không được càng có vẻ khả nghi, nhất định đã giấu ở đâu đó. đêm nào ta cũng cố gắng tìm kiếm, nếu tìm được của riêng đủ nhiều ta sẽ lập tức rời thanh vận quan một mình lưu lạc cùng trời cuối đất, nếu thanh dạ nguyện ý, chúng ta sẽ là một đôi thần điêu hiệp lữ, tiếu ngạo giang hồ, leo núi ngắm biển, đi đến sông cạn đá mòn, mong ước đó thật mỹ mãn nhưng. Thôi ảo tưởng tạm ngưng, lãng mạn cũng dựa trên cơ sở kinh tế nhất định, ta tìm được đống tiền của đường thất tiền nhiệm để lại rồi mới tính tiếp thật vất vả chờ thanh dạ thoát khỏi đám xuân sắc kia, ta lập tức xông đến, kéo tay hắn lén lút trốn ra hậu viện lấy ra hai quả trứng gà luộc còn nóng hôi hổi trong tay áo ra dâng lên như dân của quý hôm nay lúc ta nấu cơm bố thí len lén luộc thêm hai quả trứng chờ lát nữa ăn chung với thanh dạ lúc đầu thanh dạ còn từ chối nhưng qua một hồi khuyên giải vô cùng cảm động của ta cuối cùng đành phải nể mặt thịnh tình không thể chối từ ta thích nhất là nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ lại sủng nịch của hắn thanh vẫn lúc nào cũng độc chiếm thức ăn ta với thanh dạ lén hắn ăn vụn trứng gà cũng không sao, cảm giác có bí mật chung với thanh dạ bảo thủ rất tốt, điều làm ta đắc ý hơn là ăn vụn sau lưng thanh vận, cảm giác ngươi một cái ta một cái, tình cảm sư huynh muội vô cùng tốt đẹp, vừa bóc hết vỏ, trứng gà trắng nõn đã lộ ra, ta thèm nhỏ giải đang tính cắn một miếng. Dạ nhi, thất nhi, tiền điện đầy việc, các ngươi ở đây làm gì? Một giọng nói từ tốn, hòa nhã ngoài ý muốn tức lên hơi thở nhẹ nhàng đầy khiêu khích khiến lưng ta thoáng chốc theo bản năng cứng ngắc thanh vận từ sau lưng vòng ra trước mặt buồn bực nhìn ta a à, hôm nay có làm điểm tâm vì sao không có phần của vi sư ta có thể nói căn bản là không có phần của ngươi không sư phụ kỳ thật phần đồ nhi đang cầm trong tay là của người đồ nhi thấy người bận rộn nên tính lột sạch rồi mới đưa cho người ta cố ngăn nước mắt nén đau thương đưa trứng gà tới trước mặt thanh vận Ta mất hết chí khí thế này còn không phải vì sợ Thanh Vận bất mãn, cắt giảm tiền chợ đó sao? Thanh Vận nhận trứng, cười giả dối, nói: "Thất Nhi thật biết săn sóc, vi sư thật có phúc." Ta hai mắt đẫm lệ nhìn Thanh Vận, đau lòng khó tả, cố tươi cười. "Tạ sư phụ khích lệ." Thanh Vận cười nhẹ, cầm trứng gà của ta, xoay người đi về phía tiền điện, đi được một nửa bỗng quay người lại, quả trứng trong tay chỉ còn sót lại một nửa. "Thất Nhi nếu lần sau có làm nữa thì nấu với nước đường đi ngọt một chút cho mới mẻ có ăn đã quý còn dám kém chọn trong lòng nghĩ vậy nhưng không dám mở miệng nói vậy ta chỉ có thể cung kính dạ thanh vẫn lúc này mới vừa lòng xoay người đi ta đau đớn nhìn bàn tay trống rỗng thủ chớp mắt lại thấy một quả trứng còn nguyên vẹn đặt trong tay ta kinh ngạc ngẩng đầu thấy thanh dạ cười dịu dàng với ta sư muội muội ăn đi sư huynh không cần ta từ chối ngươi tốt với ta như vậy ta làm sao chịu nổi sư huynh không thích ăn trứng gà ngươi ăn đi thanh dạ cười nói mấy ngày trước sau ta không nghe nói ngươi không thích ăn trứng gà vì thế ta với thanh dạ nhường qua nhường lại giá trị một quả trứng đột nhiên tăng lên vô hạn cuối cùng ta nghĩ nhường nhịn như vậy cũng không phải cách bèn bẻ đôi mỗi người một nữa so với việc mỗi người một cái thì hai người cùng ăn một quả ngọt ngào hơn nhiều từ đó về sau cặp mắt thanh vận hệt như radar, chỉ cần ta với thanh giả đứng chung một chỗ, hắn sẽ nghĩ cách sáp lại gần khiến ta cũng không dám ăn vụng với thanh dạ nữa. Chuyện trứng gà đã là một bằng chứng sống, chuyện nghỉ ngơi của người xưa luôn căn cứ theo mặt trời, hễ mặt trời lặn là đi ngủ. Dậy sớm không sao nhưng bảo ta ngủ sớm thật sự khó khăn, mỗi đêm, sau khi chờ thanh vận và thanh dạ đi ngủ, ta đều ra ngoài đạo quán đi dạo, thông thường sẽ ngồi bên dòng suối một hồi rồi đi loanh quanh đâu đó sau đó lại theo đường cũ quay về, ta muốn trở lại thế giới hiện đại, ta nhớ gia đình, bạn bè nhưng không biết kể cùng ai. Khóc sức mướt thì quá quá yếu đuối nhưng nếu không thể phát tiết, ta thật không biết làm sao loại bỏ cảm giác khủng hoảng này, khi ở một mình thì không cần ngụy trang, nếu bờ sông không trụi lũi bằng phẳng như vậy, chắc ta sẽ ra tay vặt sạch trong lúc rối rắm, hoảng loạn. Nếu mấy tảng đá kia không cách ta quá xa, nhất định ta sẽ xem nó là thanh vận ta đang hận tận xương tủy, quăng hết ra giữa sông cho hả giận, đã gần đến giờ tị, sau khi ta ra sức vặt sạch một cành lá sung xuê của một cây cổ thụ cách đó không xa để xả hận mới cảm thấy mỹ mãn theo đường cũ về lại thanh vận quan Mới vừa đến chỗ gần thanh vận quan ta bắt gặp một bóng dáng mơ hồ đứng bên suối, nhất thời hoảng sợ, suýt nữa tưởng quỷ đội mồ sống dậy, sau đó mới phát hiện người đó là thanh vận, một mình đứng bên suối, nước hồ trong vắt không gợn sóng, ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ lên bóng dáng cao lớn, vỏ vàng kia càng làm nổi bật vẻ ngoài cô tịch và thê lương thanh vận một mình thất thần, mãi tới khi ta đến sau lưng hắn, hắn vẫn chưa phát hiện, sư phụ, người đang nhìn gì vậy? Ta lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này, thanh vận kinh dị quay đầu qua, nét đau thương trong mắt không kịp che giấu, còn có cả. Hận ý, sự trầm trọng trong mắt, dưới ánh sao càng có vẻ bi thương. Sư phụ, người. Ta kinh ngạc nhìn Thanh Vận, có lẽ bộ dáng đạo mạo của Thanh Vận thật sự đáng ghét nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô đơn này của hắn, ta lại không đành lòng. Thanh Vận đứng cạnh bờ suối, đối diện lại là Thủy Vân Am. Chẳng lẽ, chẳng lẽ? Hắn đấu đá với Thủy Vân Am là vì yêu thương một tiểu ni cô nào đó ở Thủy Vân Am. Chương 6. Đạo trưởng đam mỹ. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thanh Vận thấy ta, lúc đầu hơi kinh ngạc sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo dối trá khóe miệng ung dung mỉm cười thất nhi đêm đã khuya sao còn chưa ngủ đồ nhi ngủ không được muốn ra ngoài đi dạo một chút ta bình tĩnh nhìn cặp mắt dài hẹp của hắn đau thương và hận ý vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của ta mà thôi nghỉ sớm đi vi sư hơi buồn ngủ ta về phòng trước thanh vận nói xong không đợi ta đáp lại đã xoay người đi vào đạo quán ta nhìn thanh vận rời đi bước chân rõ ràng hơi loạn choạng, nhất thời lại trầm tư, cắn cứ theo tình hình vừa rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, hướng nhìn của Thanh Vận chắc chắn là Thủy Vân Am. Vẻ đau thương đó không lừa ai được. Về phần hận ý thì phiên bản số 1. Thanh Vận thích cô nương nào đó nhưng vì một bí mật không thể cho ai biết nên nàng đành vứt bỏ Thanh Vận đến Thủy Vân Am xuất gia làm ni cô mà bí mật không thể cho ai biết này có tới 80% khả năng là vì chịu không nổi bộ dáng ra vẻ đạo mạo của thanh vận và 20% còn lại có thể là vì thanh vận keo kiệt quá mức nên cô nương này mỗi ngày chỉ được ăn rau xanh cải trắng, sau đó lại phát hiện ngay cả thức ăn của ni cô còn ngon hơn, vì thế thật sự không thể chịu đựng thanh vận thêm nữa, xuất gia làm ni cô. Thanh vận không cam lòng bị cô nương kia ruồng bỏ nên dựng ngay một thanh vận quan đối diện, giành giật đấu đá với Thủy Vân Am, tính phá hoại hết kho lương thực của cô nương kia, khiến nàng vì sinh kế không thể không khuất phục dưới dâm uy của hắn, phiên bản số 2. Xin tham khảo bản số 1, điều tra kết thúc, chỉ cần bắt tay vào sưu tầm bằng chứng, quyết định xong xuôi, quán khí mấy hôm nay tích tụ vì thanh vận bỗng tìm được giải pháp mang tính đột phá, nhất thời núi non chuyển dời, không thể kiềm chế. Cuối cùng, đêm đó tâm tình vô cùng thoải mái, Ta tận hưởng một giấc ngủ vô cùng ngọt ngào, sau này cho dù trễ đến mấy ta cũng ra ngoài đi dạo quanh chỗ của một chút nhưng lại không gặp Thanh Vận nữa. Hôm nay, Thanh Vận Quang nên đón lão phụ nhân đầu tiên, lưng đã hơi còng nhưng vẻ ngoài hiền hòa, dễ gần khiến ta thấy thân thiết còn hơn đám anh yến thường ngày. Đáng tiếc vị này vừa đến đã lập tức quỳ gối, nước mắt rơi như mưa, đạo trưởng, xin ngươi mở lòng từ bi cứu con ta. Lão thí chủ xin mau mau đứng lên, đừng làm khó bần đạo chuyện bần đạo có thể giúp nhất định sẽ không từ chối. Thanh vận cố gắng nâng lão phụ nhân kia lên, đạo trưởng, lão thân thật sự hết cách, ngươi phải giúp lão thân. Lão thí chủ, ngươi ngồi xuống trước, có chuyện gì từ từ kể cho bần đạo nghe. Thanh vận sai ta đi lấy một cái ghế dựa lại dìu nàng ngồi xuống rồi mới bảo nàng chậm rãi nói rõ đầu đuôi. Vị phụ nhân này là một nông dân bình thường ở Bình Ngư Trấn, chồng mất sớm, một mình ngậm đắng nuốt cây nuôi con lớn khôn nhưng đứa con từ nhỏ luôn ốm đau bệnh tật, không thể làm việc nặng, hàng ngày đến đoạn phủ làm tạp dịch, hai mẹ con mới miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng cách đây không lâu đứa con bỗng mất trí, suốt ngày trốn vào góc tường trong đoạn phủ khóc sướt mướt, luôn miệng nói mình không phải là con trai của bà mà là đoạn phủ tam tiểu thư đoạn liễu yên, vì hắn dường như đã phát điên nên bà có mời đại phu đến nhưng đại phu cũng không tìm ra được còn kết luận con bà bị điên rồi. Bà lão thật sự hết cách chỉ có thể đi cầu phúc ở thủy vân am nhưng sau khi sư thái thủy vân am nghe xong cũng không thể làm gì cuối cùng sực nhớ tới thanh vận quang ta cũng thổn thức trong lòng không nguôi người ta cùng đường rồi mới đến thanh vận quang mang theo hy vọng biến ngựa chết thành ngựa sống đạo trưởng lão thân chỉ có độc nhất một đứa con trai sống nương tựa lẫn nhau nếu ngài có thể cứu được con ta lão thân dù phải làm trâu làm ngựa cho đạo trưởng cũng cam tâm tình nguyện lão phụ nhân khóc mãi không thôi thanh vận nghe xong thoáng mặt ủ mày châu trầm tư một hồi nói xét theo bệnh trạng bần đạo cũng có hiểu biết sơ qua nhưng lúc này chưa dám quyết định sau khi gặp người bệnh mới có thể kết luận dạ nhi ngươi canh chừng đạo quán vi sư theo lão thí chủ đi rồi sẽ về thanh vận nói với thanh dạ dạ sư phụ thanh dạ trả lời ngay khi ta cho rằng việc này không liên quan gì đến ta thanh vận nhìn ta thất nhi ngươi đi theo sư phụ a à, sao lại là ta nhưng ta nghĩ ở trong đạo quán cũng khó chịu không phải bưng trà thì là rót nước chi bằng đi theo thanh vận ra ngoài một chút nên dạ một tiếng ra khỏi thanh vận quan đi theo lão phụ nhân gần nửa canh giờ kỳ thật đây là con đường này ta đi dạo mỗi tối cho hả giận chỉ là không đi xa thôi bụi cây bị vặt trụi lũi bên kia chính là thế thân của thanh vận bị ta tàn phá nên mới ra nông nổi này nhà của bà lão chẳng qua chỉ dùng cỏ tranh lợp mái tạm bợ vừa đến bên ngoài đã ngửi được mùi ẩm mốc của vách đất ta quét khắp bốn phía chỉ thấy một góc bàn trên đó còn để một chén thuốc đã nguội lạnh hai cái ghế dựa một cái giường đặc sát vách bốn chữ nhà tranh vách đất cũng không đủ để miêu tả vẻ nghèo khó của căn nhà nữa là tuy mới vào đầu thu nhưng ban đêm cũng khá lạnh không ngờ trên giường chỉ có một cái chăn mỏng manh lúc này hơi hé ra một nam tử đang ngủ trên giường đầu tóc sơ sát hỗn độn, không thấy rõ mặt, đứa nhỏ này, còn đang sốt nhẹ, sao lại không uống thuốc. Bà lão đi đến trước giường ngó qua nam tử rồi nói, nam nhân đang nằm chợt tỉnh lại, yếu ớt trở mình. Tướng mạo thật bình thường, hai má gầy sọc, vẻ mặt tái nhợt, con ngươi đen hơi dại ra. Hắn liếc bà lão một cái, sau đó dời mắt sang chúng ta, cặp mắt vốn đờ đẫn vừa nhìn thấy thanh vận đã sáng lên một cách bất thường ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn nhào vào lòng thanh vận. Đạo trưởng, cứu ta, cứu ta. Nam tử gắt gao ôm thanh vận, như là rơi xuống nước vớ được tấm ván gỗ, hay gò má tái nhật phút chốc tựa như hoa lê trong mưa, đoạn cô nương. Thanh vận thử gọi một tiếng, đạo trưởng, ta là Liễu Yên, ta là Liễu Yên, đạo trưởng, ngươi nhất định phải cứu ta, giờ ta không biết nên làm thế nào cho phải. Nam tử ôm thanh vận nói năng lộn xộn, nước mắt từng đợt rơi xuống có vài phần chua xót khiến người đau lòng đoạn cô nương bần đạo đã biết bần đạo nhất định sẽ giúp ngươi ngươi bình tĩnh lại trước đã thanh vận vỗ về lưng nam tử nhỏ nhẹ an ủi nam tử nghe xong vẫn không thể khống chế được vẫn nức nở trong lòng thanh vận không chịu buông tay cuối cùng thanh vận bất đắc dĩ phải ôm hắn đặt trên giường bà lão đứng nhìn một bên giờ đang ngây dại mà người từng trải như ta đây rõ ràng dễ chấp nhận hơn nếu như ta nhớ không lầm ta từng gặp qua đoạn liễu yên vài lần, từng rót cho nàng mấy ly trà. Mỗi lần đoạn liễu yên đến đạo quán đều xấu hổ, ngượng ngùng vì thanh vận, mỗi lần trước khi rời đi đều sai nha hoàng tiểu đào bỏ một thỏi bạc vào thùng công đức. Là thí chủ được thanh vận hoan nghênh nhất, cho nên, xét theo tình hình hiện tại, hồn đoạn liễu yên đang ở trong cơ thể của con trai bà lão này, quả nhiên, người với người sinh ra khác biệt. Thiên kim đại tiểu thư đoạn liễu yên xuyên qua một nam tử bần cùng, ta hoán đổi hồn phách kiếp này với kiếp trước xem ra còn may mắn chán. Tiếp đó, đoạn liễu yên kể rõ ngọn ngành cho chúng ta nghe. Ngày đó, nàng đang đọc sách trong lương đình của đoạn phủ thì con trai của đại nương. Nhị ca đoạn tan mặt đã trở lại. Đoạn liễu yên lập tức nhớ ra hôm nay là sinh nhật hắn. Hôm qua phụ thân có nói nhị ca sẽ từ biệt viện về đây gặp đại nương. Ai ngờ nàng không để ý nên lại quên mất. Nói đến nhị ca đoạn tan mặt, năm nay đã qua lễ trưởng thành nhưng vẫn chưa thành gia lập thất cũng không phải tướng mạo hắn xấu xí dọa người mà ngược lại đoạn tan mặt tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân của hắn nói chuyện với hắn xong vẫn còn sống thì phàm là nữ nhân nào từng mở miệng nói vài ba câu với hắn đều chết oan chết cũng một cách khó hiểu. Kết quả, đoạn tan mặt trở thành sát thủ nữ nhân nổi tiếng, đoạn liễu yên vừa thấy nhị ca lập tức đứng dậy tính về phòng, ai ngờ lúc đi ngang qua cái ao bên cạnh không biết bị ai đẩy rơi tòng xuống nước sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình biến thành một nam nhân còn rơi vào hoàn cảnh thế này nhất định là do nhị ca kia xung khắc ta như con nít thích nghe kể chuyện nghe xong không khỏi bừng tỉnh đại ngộ thì ra sát thủ nữ nhân là vậy đây là lần đầu tiên ta nghe được một chuyện hoang đường như thế nhưng nghe xong cũng không rõ thật sự đoạn tan mặt trời sinh khắc nữ nhân hay bản thân hắn không may mỗi lần xảy ra chuyện đều đúng lúc có mặt tại hiện trường cô chao không phải chưa từng nghe chuyện không hay ho nhưng không hay ho cỡ đoạn tan mặt quả thật chưa từng thấy qua, đạo trưởng, ngươi nhất định phải giúp ta. Đoạn liễu yên ôm thanh vận khóc kể, nếu không phải biết hồn phách hiện giờ trong cơ thể này là đoạn liễu yên, hai gã đàn ông ôm nhau thế này, một như chim nhỏ nép vào người, một ôm nhu thì bức tranh trước mắt thật quá quỷ dị, đoạn cô nương ngươi yên tâm, bần đạo chắc chắn giúp ngươi, chỉ là việc này không dễ, bần đạo phải về xem lại mới được. Thanh vận vỗ về an ủi, thì ra, thì ra thật sự là nhầm lẫn. Lão phụ nhân lúc này mới ngơ ngác phản ứng, vẻ mặt khiếp sợ, đoạn liễu yên bắt được khúc gỗ thanh vận này sao chịu buông tay, cố ý chờ đợi thanh vận trả lời. Nhưng cơ thể mượn tạm này đang sốt nhẹ, làm sao dám phiền hắn đưa về thanh vận quan, điều kiện ở đây lại kém, đoạn liễu yên là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể chịu khổ sở như vậy. Cuối cùng thanh vận đành để lại mấy lượng bạc, bảo bà lão mua một ít đồ dùng trong nhà trước rồi mời đại phu về xem bệnh cho đoạn liễu yên riêng mình thì về nghĩ cách trên đường về ta không khỏi tò mò hỏi sư phụ người để lại nhiều bạc như vậy chẳng lẽ không đau lòng dựa vào tính tình keo kiệt của thanh vận lấy một quan tiền của hắn giống như cắt một miếng thịt trên người hắn hôm nay sao có thể hào phóng để lại nhiều bạc như vậy thật vô cùng quái dị thanh vận xoay người cười nhẹ thất nhi Ngươi nói đoạn liễu yên là tiểu thư nhà ai? Đoạn phủ. Lời vừa nói ra ta lập tức đã hiểu, thanh vận không bao giờ mua bán lỗ vốn, thanh vận tiếp tục giải thích. Thất nhi, ngươi cũng biết đoạn phủ là gia đình giàu có nhất nhì bình ngư trấn, nếu sư phụ cứu đoạn liễu yên, còn tiếc mấy lượng bạc làm gì? Dứt lời, lại nở nụ cười vô cùng xuất trần thoát tục với ta, sư phụ, đồ nhi rất lạnh. Chương 7 Đạo trưởng ngây dạy nguồn. Mê truyện audio com Sau khi trả lời ta, Thanh Vận chui vào phòng, đến giữa trưa cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, bỗng nhiên rảnh rỗi không bị ai sai bảo khiến lòng ta trống vắng khó hiểu, ta buồn bực hỏi Thanh dạ. Sư Huynh, rốt cuộc Huynh nói sư phụ ở trong phòng làm gì? Không phải phiền chán đến mức về phòng vào đầu bức tóc chứ, Thanh dạ ôm nhu cười cười, nói. Lúc này chắc là đang xem càng không bí tịch, mỗi khi gặp chuyện khó, sư phụ nhất định sẽ tìm cách trong đó. Càng không bí tịch. Ta nghiêm mặt, yên lặng lặp lại bốn chữ kia, chính là quyển sách khiến ngươi hoán đổi hồn phách với sư muội trước đây. Thanh dạ sợ ta quên nên cố ý nhắc nhở ta có thể quên càng không bí tịch được sao, nếu không phải vì nó, hiện tại ta có thể đứng ở đây sao, sư huynh, nếu lần này sư phụ lại lật sót một tờ, có thể đưa ta quay về hay không? Ta không mấy hy vọng nhìn thanh dạ hỏi. Thanh Dạ nhìn ta tươi cười dịu dàng. "Sư muội, đừng lo lắng, vạn nhất hồn phách bị hoán đổi sai là sư phụ, ngươi phải làm sao đây?" Căn cứ vào tính cách xấu xa của Thanh Vận, vạn nhất lần này hắn nhập hồn vào ta, đời này kiếp này ta sẽ chết già tại đây, ta nở nụ cười cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên sư muội phát hiện, thì ra sư huynh cũng hài hước như vậy. "Sư huynh, sư muội rất vui mừng vì ngươi cũng biết hài hước." chính là ngươi ngẫu nhiên hài hước khiến sư muội ta giống như mặc trang phục mùa hè đứng trong cái lạnh ở bắc cực thanh dạ nghe xong khóe miệng tươi cười cũng có vẻ hơi xấu hổ màn đêm buông xuống ta đã nấu nướng xong xuôi đang tính đi mời thanh vận ai ngờ hắn đã đẩy cửa phòng ra trước quả nhiên giờ cơm tối không cần nhắc nhở thanh vận cũng nhớ rõ đâu cần ta quan tâm sư phụ ngươi một mình ngây người trong phòng suốt buổi chiều đã tìm ra cách giúp đoạn tiểu thư chưa Lời tuy đã dứt nhưng chiếc đũa không chút nể tình kẹp lấy miếng thịt ba chỉ thanh vận đang tính gấp vào trong chén Đây chính là miếng cuối cùng nhưng nhịn thanh vận cũng giống như tuyệt thực Trong từ điển của ta tuyệt không thể có hai chữ khách khí Nếu không cam đoan ngươi sẽ đói chỉ còn da bọc xương Ta cái gì cũng muốn, chỉ không muốn khổ Đoạn liễu yên đổi hồn với phương hải kinh Nếu muốn hồn phách hai người trở về vị trí của chính xác Nhất định phải dùng nhiều phù chú mạnh Vi sư đã tìm được chú ngữ và phù chú nhưng khi làm phép phải có cả hai người đó ở đây, hơi phiền. Thanh vận kể lễ từ tốn, bình thản nhưng chiếc đũa vẫn cắm chặt miếng thịt ba chỉ không chịu buông ra, hai người ra sức không phân thắng bại, ánh mắt nhìn nhau gây gắt nảy lửa, ta thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách liền trừng mắt liếc thanh dạ một cái. Ý bảo hắn nhập cuộc, tình thế lúc này chẳng phải là trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi sao, nếu con trai cùng phe với ngư ông, như vậy ngư ông hưởng lợi cũng như con trai hưởng lợi, thanh giả thấy ta liếc mắt rồi lại bắt gặp thanh vận liếc mắt, vẻ mặt hơi co quắp, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, gấp một ít rau xanh cúi đầu ăn cơm một mình. Sư huynh, ngươi có thể đối xử với ta vậy sao, xem ra ta đành tự lực cánh sinh, tự ra tay dành cơm no áo ấm, ta bắt chước dáng vẻ từ tốn của thanh vận cười với hắn. Sư phụ, kỳ thật miếng thịt này đồ nhi dùng để hiếu kính với sư phụ cũng được a à, thất nhi quả thực hiếu thuận với vi sư như vậy cặp mắt dài hẹp của thanh vận khẽ nhướng lên nhìn ta phòng bị đồ nhi muốn hiếu thuận sư phụ dĩ nhiên sẽ không độc chiếm dứt lời buông lỏng đổ trong tay rút tay về thanh vận nghi ngờ nhìn ta thấy ta thật sự rời đũa lập tức gấp miếng thịt bỏ vào chén ta tức thì dùng tốc độ sét đánh thè lưỡi ra liếm miếng thịt ba chỉ một phát khuôn mặt bình thản của thanh vận lúc này nhìn ta ngây dại miếng thịt ba chỉ đã rớt xuống bàn, khụ. Khụ khụ. Khụ 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 khụ. Thanh dạ vốn đang cúi đầu ăn cơm, không biết ho khang từ lúc nào, hình như bị sặc, xoay người che miệng cố gắng điều hòa hơi thở, ta không khỏi lo lắng, sư huynh à, ăn cơm cũng phải cẩn thận một chút, ta cười vô cùng sáng lạng với thanh vận đang ngây dại. A, à, sư phụ sao không giữ chặt? Chi bằng để đồ nhi giúp sư phụ. Nói xong, dùng đũa gấp miếng thịt ba chỉ trên bàn bỏ vào chén cơm của Thanh Vận, không, không cần. Thanh Vận nhanh chóng bưng chén lên lùi về sau, vô chao. Sư phụ thật không cần sao. Ta buồn bực nhìn Thanh Vận, ra vẻ khó hiểu, Thanh Vận lúc này đã cứng người, sắc mặt xanh mét rặn từng chữ một với ta. Thật sự không cần. Nếu sư phụ nói không cần, đồ nhi cũng không miễn cưỡng. Nói xong chuyển đũa đưa món ngon lên miệng mình. Ta chặt lưỡi, không khỏi cảm thán, tay nghề của ta quả nhiên bất phàm, béo mà không ngấy, cắn một miếng mà mùi thơm lan tỏa khắp nơi, sau khi nuốt xong miệng thịt ba chỉ, ta cười cười vô cùng tà ác với thanh vận. Tục ngữ nói đúng, cây không vỏ ác phải chết, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Vì đối phó thanh vận, hiện tại ta đã tiến tới cảnh giới vô địch, sư phụ, nếu ngươi thích ra vẻ đạo mạo, về sau vất vả cho ngươi rồi, ăn hết chén cơm đó. Thanh vận luôn ung dung tự tại vẫn còn đen mặt, hai chén ngày thường chỉ còn một chén. Khiến sư phụ ăn ít như vậy, là tội của đồ nhi, tội lỗi a à, tội lỗi. Ngày kế, thanh vận dẫn ta đến đoạn phủ, căn cứ theo lời hắn nói hôm qua, nếu muốn hồn phách của đoàn tiểu thư và phương hải kinh trở về vị trí cũ chính xác, nhất định phải dùng bùa làm phép, hơn nữa hai người đều phải đồng thời có mặt. Nhưng đoạn phủ không loan tin đoạn liễu yên bị điên. Chắc người trong đoạn gia đã giấu giếm, hôm nay đến đó là muốn tìm hiểu sự thật nhưng sắc mặt của thanh vận vẫn không tốt như trước ta nghĩ trên đời này vì một miếng thịt ba chỉ mà căm hận đồ đệ như thế chỉ sợ có một mình thanh vận trên đường từ đạo quán đến đoạn phủ thanh vận luôn quay đầu lại nói với ta một câu thế này trên đời này chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dạy ngay từ đầu ta đã nương theo ý hắn ung dung bình thản cười trừ lấy ơn báo oán nhưng hắn cứ lặp đi lặp lại khiến ta không thể chịu nổi vì thế đáp lại một câu xoa dịu sự nóng giận của hắn sư phụ quá khen cũng là sư phụ biết dạy dỗ đồ nhi thật có phúc thanh vận đen mặt không thể nào bình tĩnh nữa chỉ biết hừ một tiếng sau đó mặc cho gió bụi đường xa không hề hé miệng nói nửa lời với ta đoạn phủ là gia đình giàu nhất nhì bình ngư trấn đương nhiên nhà cửa cũng khác hẳn người thường ngói lợp xanh xanh mái công nhẹ cửa chính cao lớn đủ cho năm người cùng vào một lúc trên cổng có treo tấm bản viết hai chữ đoạn phủ. Chữ viết vừa mềm mại vừa góc cạnh, mạnh mẽ hữu lực, tại cửa còn có hai gia đình đứng gác đến đoạn phủ, thanh vận bảo ta đi qua chỗ gia đình kia tìm hiểu trước vì sao sư phụ không đi cùng. Chim đầu đàn thường bị bắn, ta lăn xăng đi trước mở đường như vậy rủi bị gia đình đánh thì sao? Đừng nói là người cổ đại không có phong độ, ngay cả chuyện nam nữ bình đẳng cũng như là mây bay với bọn họ mà thôi, vi sư đứng đây bảo vệ cho ngươi. Thanh vận điềm đạm trả lời, rõ ràng là giọng điều viện cớ trả thù cá nhân. Đây cũng không phải quân đội cần người yểm trợ, hiện tại đang là lúc cần tiên phong đánh giặc. Ta cứ nhào lên như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn có thể trông cậy vào thanh vận sao, chỉ sợ hắn đã sớm co giò bỏ chạy, sư phụ không đi, đồ nhi cũng không đi. Ta cũng không dạy, tuyệt đối không làm kẻ chết thay. Thanh vận ngươi muốn cứu đoàn tiểu thư hơn hay muốn nhìn đồ đệ đáng thương của ngươi liều mạng hơn, rút cuộc ngươi đi hay không đi? Thanh vận nheo mắt, hung ác nhìn ta, không đi. Chân không tự giác bị cặp mắt lợi hại của thanh vận dọa lui hai bước, ôi chao, đáng tiếc, vi sư vốn còn định cho ngươi hai mươi quan nữa chứ. Dứt lời, thanh vận nhìn ta ra vẻ tiếc hận thở dài một tiếng, nội tâm của ta bắt đầu giải dụa, âm thầm tự cảnh báo, nghèo hèn không thể lay chuyển, quyền uy không thể khuất phục nhưng cuối cùng, đồ nhi đi. Ta thật kém cỏi, bị hai mươi quan đánh bại cô. Hôm trước ta nhìn trúng một cây trâm nhưng giá tới 35 quan. Tiền ta bòn rút từ tiền chợ bữa giờ mới được có 18 quan. Vậy còn không đi mau. Thanh vận chuyển mắt liếc ta, dạ. Ta xốc lại tinh thần hy sinh anh dũng rồi tiến lên, cười lấy lòng với hai gia đình canh cửa của đoạn phủ, hai vị đại ca, buổi sáng tốt lành hai gia đình lạnh lùng liếc ta không nói gì hai vị đại ca tiểu nữ có một số việc muốn hỏi thăm lời vừa ra khỏi miệng ta bỗng nhớ lại mấy trích đoạn đi dò la tin tức chiếu trên tivi trước kia tất cả đều là đưa tiền rồi mới hỏi hai mươi quan hứa hẹn kia đã quên lấy rồi bây giờ phải làm sao đây không thể móc tiền túi được ta dám cam đoan thanh vận tuyệt đối sẽ không đưa tiền như đã nói thật sự trộn gà không được còn mất nắm gạo hai gia đình còn chưa biết ta tính hỏi gì đã lạnh lùng trả lời không biết giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn ta thấy thái độ bọn hắn thật sự không thân thiện cho lắm nếu không dùng mỹ nhân kế đi so với mất tiền còn tốt hơn nhiều chán ghét tiểu nữ tử mới tới hai vị đại ca sao lạnh nhạt với người ta như vậy dứt lời ta ra vẻ nhu nhược đẩy gia đình bên cạnh một cái ông trời ơi sao ta lại vì hai mươi quan tiền mà rơi vào tình cảnh thế này ngươi làm gì đó nữ nhi không biết rụt rè gia đình kia nổi giận mắng sau đó không chút thương hương tiếp ngọc mạnh tay đẩy ta ra thân ta nhất thời bay ra ngay khi ta tự hỏi mình sẽ đi về đâu có thể đập đầu vào chỗ nào đó xuất hồn ra ngoài thì bị rớt xuống đất mà không hề đau đớn chút nào ta nằm trên một đống mềm nhũng nhìn lên bầu trời xanh thẳm nhất thời cảm động nước mắt tuôn rơi sư phụ đồ nhi biết người không phải loại người như vậy. Ta thu hồi lại những lời nói xấu thanh vận trước kia, hắn vì ta, cam tâm tình nguyện làm bao cát, ta vừa rồi còn dám nghi ngờ hắn sẽ bỏ mặt ta trong giờ phút nguy hiểm, ta quả thật đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xem thường thanh vận, ngay lúc ta đang cảm động dạt dào, trên nền trời xanh bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, cặp mắt dài hẹp, biểu tình điềm đạm, thông dong. Thất nhi, ngươi biết sư phụ không phải loại người như vậy thanh vận phong trần, nhìn ta cười nhẹ, tách, đầu óc của ta lập tức hoạt động trở lại, thanh vận đang ở trước mắt ta, vậy người nằm dưới là ai? Chương 8 Đạo trưởng ngạo Nghệ Nguồn Mê truyện audio com Ta nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu tìm kiếm diện mạo bao cát, không khỏi kinh ngạc một phen, mày kiếm như vẻ, mắt đen như mực, ngũ quan như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Một thân cẩm bào đen tuyền, trên cổ tay áo theo hoa văn bằng chỉ bạc, mái tóc đen nhánh bới gọn lên cao cài thêm ngọc quang, nhìn chung là cực kỳ tuấn mỹ, công tử, thực xin lỗi. Ta ấy nấy vương tay tính đỡ hắn dậy, ai ngờ còn chưa chạm tới đã bị hắn né tránh, bao các cực kỳ tuấn mỹ hờ hững liếc ta, sau đó tự chống tay đứng lên, phủi phủi cẩm bào. Tiếp đó nâng tay lên nhìn, chỉ thấy da thịt vốn trắng ngọc đã trầy một đường, dính cả bụi lẫn máu, vị công tử này, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi ta nhất thời ấy nấy, thao thao bất tuyệt, không phải ta đã nói rồi sao, thanh vận là động vật máu lạnh, sao có thể tốt tính làm bao cát đỡ ta, ngược lại còn làm phiền một người qua đường giáp, ai ngờ cặp mắt đen như mực kia lại lạnh lùng nhìn ta, không nói một câu đi về phía cửa chính đoạn phủ, hai tên gia đình vừa thấy hắn đã cung kính cúi chào. Nhị thiếu gia tiếp đó mở cửa cho hắn đi vào, thì ra hắn chính là đoạn nhị công tử đoạn tan mặt, quả thật đúng như lời đoạn liễu yên kể hắn rất tuấn tú lịch sự, diện mạo bất phàm, hơn nữa tính tình cũng trượng nghĩa, thấy một thiếu nữ xinh đẹp như ta đây sắp sửa té xuống đã lập tức vận dụng đạo lý anh hùng cứu mỹ nhân, hăng hái làm việc tốt, ta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thon dài của hắn, trong lòng thầm nghĩ. Tay hắn bị thường ta, chẳng lẽ không đòi ta, phụ trách, sao, thất nhi, ngươi không sao chứ. Thanh vận hỏi hang thân thiết, bị thanh vận gọi như vậy khiến ta cuối cùng cũng tỉnh lại, quay đầu qua liếc hắn, không khỏi thở dài, đoạn nhị công tử so với gã động vật máu lạnh này, quả thật là hạ thấp người ta quá đáng, đồ nhi không sao. Ta cười giả dối với thanh vận, kỳ thật hận hắn tận xương tủy, lúc ta có việc ngươi tránh đi đâu. Lúc không có việc mới ló mặt ra. Bình sinh ta hận nhất là thay người đỡ đạn, không sao thì tốt, nghe lời gia đình đoạn phủ đi, là cô nương phải biết rụt rè một chút, chớ để sư phụ mất mặt. Cặp mắt gian xảo của Thanh Vận nhìn ta rất quá dị, thổn thức không thôi, là cô nương phải biết rụt rè một chút, ta nghẹn ngào không nói, lao lệ cười hỏi thấp cùng trời cuối đất, chẳng lẽ vì ta tham 20 quan tiền mà bắt ta trả giá lớn vậy sao, ngày thứ nhất đến đoạn phủ tìm hiểu của đường thất đã thất bại thảm thiết, ta uể oải trở về đạo quán, Thanh Dạ thấy mặt ta, lo lắng hỏi. Sư muội đã xảy ra chuyện gì? vì sao sắc mặt kém như vậy? Ta khóc không ra nước mắt nhìn thanh dạ, không biết nên nói từ đâu, thanh vận lại đứng ra thay ta giải vây, bình thản nói. Yêu thương nhung nhớ, đưa đẩy qua lại. Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ đây thanh vận nhất định tan xương nát thịt, sư phụ, sư muội không phải loại người như vậy. Thanh dạ cao tim trưởng ánh mắt, thay ta biện giải nói, phải hay không ngươi cứ hỏi thất nhi. Thanh vận cười mãn nguyện nhìn ta. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hiển linh. Khiến thanh vận đi đường bị đâm chết, uống nước bị sạch chết đi. Bi kịch thứ nhất là ta hoàn toàn không thể phản bác lời thanh vận. Sự thật là ta vờ thân thiết với gia đình đoạn phủ, cố tình đưa đẩy mà thôi. Mẹ ở nơi nào có hay, ngài luôn dặn đi dặn lại con gái, có thể thiếu nam nhân chứ đừng lạm dụng nhưng hôm nay con lại sa đọa, xin tha thứ cho con bụng đói ăn quàng, sư muội, sư huynh biết chuyện này nhất định có ẩn tình nếu không tiện nói cũng không sao sư huynh tin muội không phải nữ nhân như vậy thanh dạ mặt mày dịu dàng ý cười dần dần hé nở đáy mắt sâu thẳm vừa ôn hòa vừa kiên định sư huynh ta rơi lệ đầy mặt nhìn thanh dạ ta quả thật không nhìn lầm người mượn lời đường thất tiền nhiệm mà nói đó là đường thất ta không có gì tài giỏi chỉ có nhìn người là chuẩn nhất Hôm nay ta thấy chỉ có nam nhân ôn hòa như thanh giả đây mới đáng giá để ta phó thác cả đời. Kết quả thì sao? Vào một ngày xuân tươi đẹp, chuyện ta đây yêu thương nhung nhớ, đưa qua đẩy lại đã bị lộ. Ngày hôm sau, thanh vận bỗng đổi ý, hôm nay hắn ở lại trong non đạo quán, bảo ta với thanh giả đến đoạn phủ. Mà nhiệm vụ của ta với thanh giả chỉ là điều tra giờ giấc xuất nhập phủ mỗi ngày của đoạn lão gia rồi về báo cáo cho hắn. Vì một câu đó của hắn ta và thanh dạ dạo vòng vòng quanh hồ nhỏ gần đoạn phủ hết một ngày. Sau đó quay về báo cáo cho hắn thì thanh vận chỉ nói ngày mai tiếp tục, hại ta suýt nữa tạo phản, cứ thế qua ba ngày, rốt cục thời gian đi đi về về mỗi ngày của đoạn lão gia đã tìm hiểu rành mạch. Mỗi ngày vào giờ tị một khắc ra phủ, đến giờ thân buổi chiều mới về lại đoạn phủ, căn cứ theo tin tức tin cậy mà ta với thanh dạ nhiều ngày thám thính được, chúng ta còn biết đoạn gia buôn bán tơ lụa, đoạn lão gia tên là Thương Tần, năm nay đã ngoài 58, tuy tóc mai hai bên đã sớm bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn còn sắc bén, làm ăn không biết mệt mỏi, nắm giữ toàn bộ việc kinh doanh quan trọng nhất trấn. Hắn chỉ có một vợ chính, mấy người thiếp đều đã sớm bị đoạn tan mặt khắc chết. Đoạn lão gia ban đầu không tin, muốn phá giải tin đồn ác ý về đoạn nhị công tử nên không ngừng nạp thiếp, cho đến khi liên tục chết năm người, đoạn lão gia mới chịu phép, thành thành thật thật, kè kè theo sát một mình đoạn phu nhân, đoạn lão gia có hai trai một gái, trưởng tử đoạn tan ân hiện đã 25 tuổi, thứ tử đoạn tan mặt năm nay vừa qua lễ trưởng thành, tam tiểu thư đoạn liễu yên mới 16. Hai con trai đều do chính thất sinh ra, chỉ có đoạn liễu yên là con thiếp thất, đáng tiếc mẫu thân của đoạn liễu yên cũng bạc mệnh, vừa mới sinh nàng ra đã bị đoạn nhị công tử khắc chết, theo nguồn tin đáng tin cậy trong lúc trà dư tử hậu của đám hàng xóm láng giềng cái chết của mẫu thân đoạn liễu yên thật sự oan ủng năm đó việc này không biết đã là đề tài tiêu khiển của biết bao nhiêu người đến giờ này thì khắp trấn đều biết con gái nhà ai không nghe lời cha mẹ nàng liền dọa ngươi lại khóc còn khóc nữa ta gả ngươi cho đoạn nhị công tử vì thế các bé gái đáng thường này chớp mắt đã khô lệ và cũng không dám khóc nữa khi đoạn liễu yên sinh ra thì đoạn tan mặt chỉ là một đứa trẻ lên bốn mọi người còn chưa tin nữ tử nói chuyện với đoạn nhị công tử sẽ mất mạng ai ngờ mấy ngày sau đoạn nhị công tử được đoạn phu nhân dẫn đi dạo trong phủ tình cờ gặp mẫu thân của đoạn liễu yên đoạn nhị công tử chỉ lúng búng mấy câu không rõ ràng với nàng mà mẫu thân của đoạn liễu yên nể mặt đoạn phu nhân đành cười cười đáp lại nhị công tử thật lanh lợi sau khi nói ra lời này mẫu thân của đoạn liễu yên từ đó không ngừng bệnh lớn bệnh nhỏ chưa đầy một tháng đã mất mạng từ đó về sau đoạn nhị công tử cũng nổi danh là sát thủ nữ tử đoạn lão gia không muốn đoạn nhị công tử lại gieo họa cho đời mấy năm nay bắt hắn ở biệt viện ngày lễ ngày tết mới cho phép hắn về nhà có thể nói nếu đoạn nhị công tử muốn hại một nữ nhân nào không cần ra tay chỉ cần nói một câu với nàng là được chẳng qua lần này công lực của đoạn nhị công tử có vẻ tiến bộ đoạn liễu yên mới nhìn thoáng qua đã rớt xuống ao bị hoáng đổi hồn phách đến ngày thứ tư thanh vận tự mình xuất mã trước khi ra cửa còn cầm theo một thanh kiếm gỗ khiến ta kinh ngạc vốn dĩ đã hay vờ vĩnh bản thân xuất trần thoát tục nay còn sợ người khác không biết thầy trò chúng ta không được bình thường nữa sao lúc đến đoạn phủ đã sắp qua giờ tị lúc này một cổ kiệu dừng lại trước cửa đoạn phủ sau đó không lâu đoạn lão gia từ trong phủ đi ra thất nhi chút nữa cho dù vi sư nói gì ngươi đều phải giúp biết không thanh vận nhìn ta cẩn thận dặn dò đã biết cho dù ngươi nói gì, làm gì, ta cũng không kề kiếm sát cổ ngươi, càng không tiết lộ ngươi đang giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ cao siêu. Bởi vì giờ phút này ta với ngươi đang cùng một chiến tuyến, thanh vận nghe ta nói xong hơi bất an, từ trong hồ nhỏ bước ra, vô cùng tiêu sái, không chút vội vàng hướng về cửa đoạn phủ. Sau khi thấy đoạn lão da bèn lắc lắc vất trần trong tay, mắt đảo nhanh, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi thốt lên. Ta khí quá nặng. Tiếp đó cặp mắt gian xảo của thanh vận đạo trưởng liếc ta, ý đồ không cần nói cũng biết, hắn muốn ta phụ họa, ta khinh miệt liếc thanh vận một cái, đành phải che đậy lương tâm đỡ lời. Đúng vậy, sư phụ, ta khí quá nặng. Đáng tiếc một màn ta với thanh vận tốn công diễn xuất không được đoạn lão gia thưởng thức, cặp mắt lợi hại kia chỉ khinh khi liếc qua rồi vào kiệu. Thanh vận đành phải không ngừng cố gắng, hỏi ta. Thất nhi, ngươi có có thấy oán khí ngưng kết trên tòa nhà này không? tà khí vây khắp nơi quả thật là điềm xấu lớn đúng vậy sư phụ quả thật điềm xấu quá lớn vì sao lại thế ta cũng bắt chước vẻ hải hùng than vang của thanh vận khiếp sợ vạn phần lặp lại lời hắn ta thầm nghĩ trong tay mình không có phất trần có phải nên lấy kiếm gỗ trên lưng ra phô trương thanh thế một phen nhưng ta không phải là sư phụ đáng kính đồ nhi không phải nhị lang thần không có đủ ba mắt thì làm sao nhận ra oán khí tà khí gì đó huống hồ ở đây, kẻ có tà khí nặng nhất hình như là ngài mới đúng, hai đạo sĩ các ngươi nói bậy nói bạ gì đó. Đoạn lão gia rốt cục nhịn không được, dừng động tác lên kiệu, mặt giận dữ không thôi, nói bậy nói bạ. Thanh vận thản nhiên lặp lại bốn chữ đoạn lão gia vừa nói, khóe miệng khẽ nhếch lên tươi cười châm chọc rồi nói tiếp. Không biết có phải tam tiểu thư của đoạn lão gia bỗng dưng phát điên hay không, hay bần đạo đây nói bậy nói bạ đoạn lão gia nghe xong những lời này vốn đang rất giận dữ lập tức biến sắc vẻ mặt kinh ngạc hỏi xin hỏi đạo trưởng làm sao biết được bần đạo đã nói qua trên phủ có oán khí ngưng kết tà khí bao quanh nhưng thí chủ khẳng định bần đạo nói bậy nói bạ không phải sao thanh vận ra vẻ hơi kiêu ngạo thản nhiên nhìn về nơi khác chân nhân vừa rồi là lão phu không tin mắt không biết chân nhân có cách hóa giải tai họa hay không có thể ra tay cứu giúp tiểu nữ Đoạn lão gia lập tức thi lễ và nhận tội với thanh vận, ta nhìn thái độ thay đổi 180 độ của đoạn lão gia, không khỏi than thầm. Mới vừa rồi còn nói thanh vận là đạo sĩ sàng bậy, giờ đã công nhận hắn là chân nhân. Chương 9 Đạo trưởng thích thanh bần Nguồn Mê truyện audio com Đoạn lão gia cung kính nên đón thanh vận và ta vào đoạn phủ, thật không dám dối gạt chân nhân. Mấy ngày trước tiểu nữ vô ý rơi xuống ao trong phủ, sau đó sốt cao liên tục 3 ngày, đã mời đại phu đến xem và cũng hạ sốt. Nhưng ai ngờ sau đó nàng bắt đầu nổi điên, luôn miệng nói mình không phải là con gái của lão phu, chỉ là người làm trong đoạn phủ. Ngớ ngẩn hơn là, nàng còn nói mình là nam tử. Đoạn lão gia vừa đi vừa mặt co mày cáo kể lại cho Thanh Vận nghe, ta một mình thưởng thức đoạn phủ, dù sao trong mắt đoạn lão gia, ta chỉ là đồ đệ của chân nhân ngang hàng với người qua đường giáp, chẳng qua nể mặt thanh vận mới để ta vào phủ cảnh trí bên trong đoạn phủ rất tú lệ sơn trì đình cát tường hoa cửa sổ chạm trổ ngoài ra còn trồng không ít hoa thơm cỏ lại độc đáo nhưng mớ hoa lá này chắc cũng tốn kém không ít nếu đưa hết cho ta để ta với thanh dạ lưu lạc thiên nhai thì tốt biết mấy cho nên đoạn lão gia vẫn che giấu tin này thanh vận vẫn ra vẻ ung dung bình thản như trước hoàn toàn đối lập với biểu tình sầu khổ của đoạn lão gia khiến chân nhân chê cười rồi nhưng nếu tin này truyền ra ngoài chưa tới một ngày sẽ trở thành trò cười khắp bình ngư trấn nên lão phu nhốt tiểu nữ trong phòng đã nhiều ngày nghiêm cấm hạ nhân đồn đại ra ngoài nói xong ba người đã vào đến một cái sân trước cửa có hai cái gia đình vừa thấy đoạn lão gia đã cung kính hô một tiếng lão gia các ngươi lui xuống hết đi đoạn lão gia phất phất tay sau đó đẩy cửa phòng ra, dẫn ta và thanh vận vào, đoạn liễu yên ngồi bên cửa sổ, phía sau là nha hoàng tiểu đào của nàng. Giờ phút này, cặp mắt như nước hồ thu kia đang thất thần nhìn ra cửa sổ, làn da trắng như ngọc nổi bật trên nền hoa đào bên cửa sổ càng tăng thêm phần diễm lệ, ta không khỏi than thầm, mỹ nhân cho mày trông rất tịch liêu. Đáng tiếc hồn phách là nam nhân, liễu nhi, cha dẫn chân nhân đến xem bệnh cho con. Đoạn lão gia nói với Đoạn Liễu Yên, Đoạn Liễu Yên liếc thanh vận và Đoạn lão gia, sau đó đứng lên, phiền muộn trả lời. Đoạn lão gia, tiểu nhân đã nói qua rất nhiều lần, tiểu nhân không phải Đoạn tiểu thư. Tiểu nhân cái gì? Miệng nói bậy, nói bạ. Hôm nay cha mời chân nhân đến xem bệnh cho con. Đoạn lão gia giận dữ trách cứ Đoạn Liễu Yên, tin hay không thì tùy Đoạn lão gia. Đoạn Liễu Yên ra vẻ cạn lời, quay đầu lại tiếp tục ngồi bên cửa sổ, lặng lặng nhìn trời, con, con. Thái độ đó là sao chứ? Đoạn lão gia tức giận mắng Đoạn Liễu Yên, Đoạn lão gia trước xin bất giận, Bần đạo đã rõ chứng bệnh của Đoạn tiểu thư, không biết Đoạn lão gia có thể lui xuống để Bần đạo nói mấy lời với riêng Đoạn tiểu thư đồng thời chứng thực chẩn đoán được không? Thanh vận trấn an Đoạn lão gia, đưa ra yêu cầu một mình. Đoạn lão gia nhìn Thanh vận rồi lại nhìn ta, sau khi cân nhắc vẫn là đồng ý, vậy lão phu tạm thời ra ngoài trước, mọi việc xin làm phiền chân nhân. Đoạn lão gia khách khí. Thanh Vận cười nhẹ, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ta, Thanh Vận với Đoạn Liễu Yên, Thanh Vận hỏi thẳng vào vấn đề. "Xin hỏi hiện giờ trước mặt bần đạo có phải là Phương Hải Kinh không?" Vốn Đoạn Liễu Yên đang hờ hững nhưng nghe vậy lập tức đứng lên, khiếp sợ nhìn Thanh Vận. "Đạo trưởng làm sao biết được?" thanh vận cười thâm sâu khó lường nói mẫu thân từng đến thanh vận quan cầu xin bần đạo giúp phương hải kinh trị bệnh điên hồn phách trong cơ thể phương hải kinh hiện giờ là đoạn tiểu thư đoạn liễu yên cho nên trong cơ thể của đoạn tiểu thư nhất định là hồn phách của phương hải kinh ai ngờ phương hải kinh nghe xong câu chuyện mất cả buổi trời này của thanh vận câu đầu tiên là hỏi đoạn tiểu thư ở nhà ta thế nào mấy ngày rồi vẫn sốt nhẹ không lùi nhưng bần đạo đã để lại chút ngân lượng để mẹ ngươi đi mời đại phu đã qua nhiều ngày chắc không sao nữa rồi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi phương hải kinh cúi đầu thì thào sau khi tỉnh ngộ tiêu sái đến quỳ trước mặt thanh vận đạo trưởng nếu ngài biết chuyện của ta và đoạn tiểu thư ngài nhất định có cách xin ngài giúp đoạn tiểu thư nàng quen được chiều chuộng không thể chịu khổ Ta nhìn dáng vẻ nóng lòng như lửa đốt của Phương Hải Kinh đã biết ngay đó lại là một nam nhân khổ vì tình. Lúc nguy cấp nhất không nghĩ đến mình đầu tiên mà chính là ý trung nhân, đây là tình yêu cao thượng cỡ nào? Nếu thanh giả sư huynh của ta cũng vậy thì, Thanh Vận vội vàng đỡ Phương Hải Kinh đứng lên. Lần này Bần đạo đến đây để cứu hai người các ngươi nhưng việc này không thể để người ngoài biết, ngươi phải làm theo lời Bần đạo. Chỉ cần đạo trưởng có thể giúp đoạn tiểu thư, ngài nói gì ta cũng nghe phương hải kinh vội vàng trả lời vậy thì tốt thanh vận thản nhiên trả lời tiếp theo ba người chúng ta thương lượng chuyện hoán đổi hồn phách về chỗ cũ kết quả như sau vào giờ này ngày mai ta và thanh vận sẽ cải trang đoạn liễu yên thành đệ tử của đạo quán rồi dẫn vào đoạn phủ giúp hồn phách hai người về lại chỗ cũ chỉ là không hiểu tại sao thanh vận không muốn người khác biết phương hải kinh với đoạn liễu yên đổi hồn cho nhau căn dặn phương hải kinh tuyệt đối không thể tiết lộ thương lượng xong Thanh vận tốn công giải bày với đoạn lão gia một phen, nói đoạn liễu yên bị mất hồn, sinh ra ảo giác, ngày mai sẽ làm phép triệu hồi. Sau đó hắn dẫn ta ra đoạn phủ, chắc đang định đến nói rõ với đoạn liễu yên luôn, sư phụ, vì sao người gạt hắn, chỉ nói là bị mất hồn. Trên đường đến nhà bà lão kia, rốt cục ta không nhịn nổi tò mò hỏi thanh vận, thất nghi, có biết cái gì gọi là đạo sống thanh bần. Thanh vận quay đầu nhìn ta, hỏi một câu không đâu vào đâu vì tín ngưỡng của mình mà bình thản sống trong nghèo khó ta nhớ trong tự điển chú thích như vậy thanh vận cười xuất trần thoát tục đạo sống thanh bần cho gì sống nấy mặc phòng ốc sơ sài không ham hư vinh không làm bậy sư phụ người đơn giản là được rồi không cần ra vẻ nho nhã với ta ta đầu đầy mồ hôi lạnh nghĩ nhiều mỹ từ như vậy không phải thanh vận đang tự hình dung hắn chứ thất nhi nếu người đời biết sư phụ có thể hoán đổi hồn phách lại như cũ sau này sư phụ có lẽ sẽ phú quý hơn người gia tài bạc triệu nhưng đồng thời nhưng cũng mất đi thú vui tu đạo ngươi hiểu không ta đã hiểu rõ nên cười nói sư phụ người nói nhiều như vậy đồ nhi có thể dùng bảy chữ để khái quát a à, thất nhi nói ra cho vi sư nghe xem thanh vận phấn khởi hỏi ta ta ho nhẹ hai tiếng ra vẻ quan trọng người sợ nổi danh heo sợ mập thanh vận vốn đang vui mừng hít mắt nghe xong những lời này tức thì trở nên hèn mọn bỏ ta một mình bước nhanh về trước để lại hai chữ thô tục gì chứ ta thô tục nếu thanh vận xuất trần thoát tục đúng như lời hắn nói mặc cho phòng ốc sơ sài không ham hư vinh thì không biết ai vì mấy quan tiền mà cạnh khóe ta hơn nửa ngày còn dám ra vẻ đạo mạo sư phụ người đợi đồ nhi với đêm nay đồ nhi nấu thịt kho tàu sư đầu được không? Ta nhanh chân đuổi theo thanh vận, cố ý quyến rũ hắn, nhớ rõ thịt phải ba phần mỡ, bảy phần nạc, đừng để nát, lúc kho nhớ đừng đậy kín, vậy mới có thể nhiều nước. Thanh vận liếc ta, dặn dò ra vẻ kinh thường, dạ, sư phụ. Nắng trưa chói mắt làm bóng một cặp thầy trò đáng kinh nhập lại thành một, sau khi đến nhà lão phụ nhân, đoạn liễu yên bệnh nhiều ngày cũng đã khỏe lại, một thiên kim đại tiểu thư như nàng ở tại này cũng thật tội nghiệp nghe thanh vận giải thích cách thức hoán đổi lại rõ ràng xong nàng lập tức tươi như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời vô cùng xúc động còn rơi lệ đầy mặt ông thanh vận mãi không rời thể hiện sự biết ơn vô bờ bến chỉ thiếu điều tuyên bố muốn lấy thân báo đáp phương hải kinh si tình đáng thương thật sự đúng là ta vốn mang tâm gửi vào ánh trăng ai ngờ trăng sáng lại soi cống rảnh ngày ấy sau khi trở về ta giữ lời làm thịt kho tàu sư đầu Đáng tiếc Thanh Vận không để ý tới sự hiếu thuận của ta, vừa nhìn thấy đầu sư tử đáng yêu, nháy mắt mặt đen như bao công. Sư phụ, người sao vậy? Ta hỏi thân thiết lạ thường, đây chính là sư đầu kho tàu. Thanh Vận mặt đen, nghiêm nghị rặn hỏi từng chữ một, đúng vậy, sư phụ, người nếm thử xem, rất ngon. Dứt lời ta gấp một miếng bỏ vào chén của thanh vận tuy hơi nhỏ nhưng ta có thể cam đoan là thịt hàng thật giá thật. Thanh dạ luôn ngồi yên lặng bên cạnh cũng mở miệng, sư muội muội có chắc đây là sư đầu kho tàu chứ không phải là rau xào thịt vụn. Thanh dạ ngượng nghịu, nét cười ôm nhu cũng hơi gượng ép ách. Ngay cả sư huynh ôm nhu cũng thấy không giống sư đầu kho tàu, thanh vận nói không phải thì tuyệt đối là vì không giống sư đầu hắn nghĩ nhưng nếu ngay cả thanh dạ cũng nói không phải, chẳng lẽ thật sự không giống sư huynh, muội cam đoan với huynh, đây tuyệt đối là sư đầu kho tàu, chẳng qua rau xanh hơi nhiều nên che khuất mà thôi. Kết quả một bữa cơm chiều tốt đẹp vì một món sư đầu kho tàu không giống mà trở nên trầm mặc vô cùng. Ngày thứ hai, Thanh Vận dẫn ta và đoạn liễu yên giả dạng đạo sĩ đến đoạn phủ đồng thời cũng bảo đoạn lão gia lui ra ngoài như trước. Phương Hải Kinh với đoạn liễu yên thấy đối phương đều giật mình, dùng cơ thể người khác nhìn mình quả thật cũng quỷ dị hôm qua thanh vận đã dặn đoạn lão gia chuẩn bị hoa quả rượu gạo nhang đèn bày biện sẵn trên bàn hai người các ngươi nằm lên giường nhắm mắt tập trung tinh thần thanh vận đặt tờ giấy màu vàng lên bàn sau đó nhét nghiêng mực vào tay ta mài chu sa ta bất mãn tiếp nhận nghiêng mực chẳng lẽ số mệnh trời sinh của ta là nha hoàng sao ta với hắn đều nằm trên giường đoạn liễu yên liếc phương hải kinh ngần ngừ hỏi thanh vận nghiêm túc nhìn đoạn liễu yên nói đoạn tiểu thư nếu muốn đổi lại phải làm như vậy đoạn liễu yên nghe xong chỉ biết xấu hổ bất an nằm lên giường phương hải kinh còn đứng một bên cuối mắt không nói không rõ giờ phút này đang suy nghĩ gì nhưng dùng dáng vẻ của đoạn liễu yên biểu hiện thật sự khiến ta thấy vô cùng hàm xúc ta buồn cười nhìn đoạn liễu yên co quách bất an kỳ thật giờ nàng đang dùng cơ thể phương hải kinh cho nên chỉ cần nàng không có khuynh hướng tự kỷ thì bằng vào thân hình kia Nàng cũng sẽ chẳng có gì khổ sở có thể bắt đầu thanh vận thản nhiên nói với ta tiếp đó cầm bút lông trong tay nhúng vào chu sa tay kia rảnh rang cầm càng không bí tịch thận trọng đưa đẩy mấy chữ như gà bới lên mặt giấy miệng thì thầm đầy lý lẽ hùng hồn nhất bút thiên hạ động nhị bút tổ sư kiếm tam bút gọi hồn ngoài ngàn dặm sau khi bàn tay bắt thành kết chú trước ngực ngón cái chụm vào ngón trỏ bước chân cũng nhanh chóng di chuyển theo sự thay đổi của đầu ngón tay vạn pháp định càng khôn thiên địa ngũ hành âm dương cấp sắc phù cấp thi hành cấp nhận mệnh ta chăm chú nhìn thanh vận bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như thế đạo bào tím bay phấp phới theo từng bước chân tạo ra một cổ chính khí đập vào mắt ta đang lúc ta khó lòng ngăn được ánh mắt sùng bái ngắm nhìn thanh vận bỗng hắn dừng bước đầu ngón tay vẫn ngưng kết trước ngực ánh mắt sâu kín nhíu lại tựa như đang cân nhắc việc gì ta ngừng thở đoán kế tiếp chắc chắn là một câu niệm chú hoặc bộ pháp mấu chốt ai ngờ thanh vận lại gọi ta thất nhi dạ ta mờ mịt nhìn thanh vận lấy càng không bí tịch trên bàn đưa cho vi sư ta cầm càng không bí tịch dâng lên tận mặt thanh vận thanh vận lập tức dùng ngón tay thon dài lật vài tờ hai mắt chuyên chú nhìn vào sách một lát sau thản nhiên nói với ta tốt lắm thất nhi ta cầm càng không bí tịch lùi sang một bên mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, ông trời a, vừa rồi sao ta có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn thanh vận. Hắn chính là một đạo trưởng gà mờ chuyên làm phép đến một nửa thì quên chú ngữ. Chương 10 Đạo trưởng cua đồng Nguồn Mê truyện audio com Sau khi xem càng không bí tịch, thanh vận vẫn kết tay trước ngực, nhắm cặp mắt dài hẹp lại, ngưng thần nín thở rồi chậm rãi niệm một câu chú, dương dương hiển hách, mặt trời đằng đông, Âm dương chi bình. Ngũ hành biến cứu. Hồn hề trở lại. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thanh vận vừa bấm tay niệm chú xong thì đạo bùa vẽ bằng chu sa đang ở trên bàn bỗng nhiên bốc cháy. Rất nhanh đã thành cho tàn. Ta trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Trên đời này. Thật sự có quỷ thần sao. Thanh vận chậm rãi mở mắt. Đi đến trước giường rồi dừng lại. Chần chờ một lúc rồi lay lay phương hải kinh và đoạn liễu yên hai người chậm rãi mở mắt mê man nhìn thanh vận đoạn cô nương thanh vận nhìn đoạn liễu yên kêu thật cẩn thận đoạn liễu yên nhìn thanh vận một hồi lúc này mới sực nhớ ra bèn vội vàng nâng tay lên nhìn kế tiếp kiếp sợ ngồi dậy kiểm tra cơ thể đến khi chắc chắn đó chính là mình nhìn thanh vận mừng rỡ không thôi đạo trưởng đã đổi lại thật sự đổi lại đổi lại thì tốt thanh vận vẫn ra vẻ đạo mạo vừa rồi rõ ràng thấy lúc thanh vận lay tỉnh bọn họ, ngón tay thon dài hơi run run. đoạn tiểu thư, đã ủy khuất ngươi nhiều ngày. Sau khi Phương Hải Kinh tỉnh lại, lập tức xuống giường, cuối lưng cung kính nói với đoạn liễu yên từ. Đoạn liễu yên tùy tiện đáp một tiếng cho có lệ rồi đứng trước mặt thanh vận, mày con mắt cười, hốc mắt còn vương dọc lệ cảm động. Đạo trưởng quả nhiên đạo Pháp cao thâm, liễu yên lần này toàn nhờ đạo trưởng cứu giúp, bằng không liễu yên thật sự không biết phải làm sao đoạn tiểu thư không nên đa lễ đây là việc bần đạo nên làm phương hải kinh hiển nhiên không vui mừng điên dại như đoạn liễu yên chỉ thản nhiên hành lễ với thanh vận hải kinh tạ đạo trưởng thật ra không cần cảm tạ nhưng hai người phải nhớ lời bần đạo đã căn dặn lần này là đoạn tiểu thư bị mất hồn nên sinh ảo giác không phải hoán đổi hồn phách nếu không bần đạo có thể khiến hồn phách hai người quay về thì đương nhiên cũng có thể đổi lại Lúc Thanh Vận nói những lời này, đôi mắt sắc bén, đầy ý tứ uy hiếp ý, Liễu Yên nhất định ghi nhớ. Đoạn Liễu Yên bị biểu tình hung ác này của Thanh Vận hù dọa, sắc mặt trắng bệch, một khi đã như vậy, bần đạo xin cáo từ. Thanh Vận cũng không nói nhiều, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Đoạn lão gia vẫn ngây ngốc chờ ngoài cửa, sau khi thấy khuê nữ nhà mình thần trí khôi phục bình thường không khỏi cảm tạ rối rít, đương nhiên, thù lao cũng rất thỏa đáng, hai thỏi vàng ống ánh. Vàng ta thèm nhỏ giải nhìn hai thỏi vàng, thanh vận kia lại ra vẻ đạo mạo, giả vờ từ chối đoạn lão gia hồi lâu, sau cùng vẫn nhận lấy, thật sự là làm bộ làm tích, làm bộ làm tích, Phương Hải Kinh lại đóng giả làm đệ tử của thanh vận vào đoạn phủ, dĩ nhiên cũng ra phủ với chúng ta. Ba người đi chung một đoạn ngắn rồi mỗi người đi một ngã, trước khi chia tay, Phương Hải Kinh bỗng quỳ xuống. Hải Kinh tạ ơn đạo trưởng cứu giúp, chính là gia cảnh nghèo khó, không có gì báo đáp nếu sau này đạo trưởng cần hải kinh làm gì cho dù phải chết cũng không chối từ sau đó dập đầu mạnh vài cái ta nhìn phương hải kinh rời đi bóng dáng đơn bạc cô tịch chỉ cần gặp hắn hai lần đã biết hắn là người trầm mặc ít lời nhưng quả thật có tình cảm rất sâu đậm với đoạn liễu yên mà người đoạn liễu yên thích lại là đạo trưởng ra vẻ đạo mạo bên cạnh ta đây quả nhiên chuyện tình cảm thật sự khó hiểu sư phụ lần này đoạn lão gia cho hai lượng vàng sau này tăng tiền chợ lên một chút đi ta tự nhận mình không phải người tham lam, chỉ muốn cải thiện bữa ăn hàng ngày để khỏi phải vì một miếng thịt mà lần nào cũng tranh giành đến nỗi gió tanh mưa máu. Tại sao món thịt kho sư đầu hôm qua ta không làm nhiều? Đơn giản là vì không đủ tiền, thanh vận vô tâm nào biết củi gạo rất quý, thất nhi, ngươi biết vì sao sư phụ chỉ cho ngươi 20 quan tiền chợ không? Thanh vận dừng bước, nghiêng người nhìn ta. Vì sao? không phải làm khó thì là vì ngươi keo kiệt sư phụ thích ăn chung với ngươi thân mật như người một nhà cặp mắt gian xảo kia nhìn ta vô cùng thành thật hoàn toàn không thấy một tia gian dối nào ta nhìn đôi mắt thành thật đó bình tĩnh đáp lại một câu sư phụ hôm nay trời thật đẹp sau đó vượt qua con người lỗ mãn đó mà đi không cho cứ nói không cho còn nói thích ăn chung với ta trên đời này có người tin được mấy chuyện ma quỷ của hắn sao, vì thế tiền chợ vẫn là 20 quan đáng thương như trước, không thêm được một đồng, từ sau khi thanh vận trị bệnh mất hồn cho đoạn liễu yên, chuyện làm ăn của thanh vận quan rõ ràng tốt hơn rất nhiều, ngay cả mấy phụ nhân ngày thường hay đến Thủy Vân Am đối diện cũng chuyển qua đây. Thanh vận thu tiền công đức không kịp rút tay lại còn ta bưng trà rót nước nâng tay lên không nổi, hôm nay trời đầy mây, khách đến đạo thưa đi nhiều, ta hiếm khi được thanh nhàn thanh vận không biết tại sao lại lén lút đi ra ngoài sau nửa ngày mới trở về ngực của hắn rõ ràng đầy đặn hơn trước người khác không nhận ra nhưng với người sớm chiều sống chung với thanh vận như ta đã sớm thấy thân vỏ vàng đó có thay đổi giờ phút này ngực của hắn tuy không lồi hẳn lên nhưng chắc chắn đầy đặn hơn ngày thường sư phụ người vừa làm gì ta buồn bực hỏi thanh vận nghe xong ánh mắt có chút né tránh nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước trong đạo quán buồn chán tùy tiện ra ngoài một chút. Thanh vận nói xong liền xoay người đi về nội điện, ai ngờ mới đến một nửa bỗng nhiên che ngực khẽ, hừ, một tiếng, âm thanh có một phần nhẹ, ba phần kinh ngạc, sáu phần khàng khàng. Thanh vận bỗng công người, sau đó lập tức đưa tay che kín ngực mình nhưng lập tức phát hiện gì đó nên chuyển tay qua ôm bụng, sư phụ, người sao vậy? Không thoải mái sao? Ta càng ngày càng mê mang, cũng càng ngày càng hiếu kỳ muốn biết thanh vận vừa đi đâu về không có gì vi sư hơi đau bụng về phòng nằm nghỉ một chút sẽ ổn thanh vận trả lời nhìn bộ dáng kỳ quái của thanh vận ta không khỏi nhớ lại lần trước mình muốn tránh mặt thanh vận cũng dùng chiêu này nhất định thanh vận có chuyện gì gạch ta ngực hơi phòng thái độ hơi né tránh lưng hơi cong đúc kết lại mọi việc trong đầu bỗng lóe sáng thanh vận đi đến kỷ viện vậy sư phụ nhanh đi nghỉ ngơi đi ta cố ý ra vẻ không biết gì Nói với Thanh Vận, Thanh Vận vừa nghe thấy câu này, nhanh chóng tránh vào nội điện, ta vụn trộn theo sau, chỉ thấy bóng dáng vỏ vàng kia không đi về phòng mà lén lút trốn vào bếp. Ngày thường Thanh Vận dù không bận việc cũng không bước nửa bước vào bếp, sợ dầu mỡ trong bếp bắn vào đạo bào xuất trần của hắn. Hôm nay lại lén lút đi vào, chắc chắn có gian tình, không lâu sau Thanh Vận từ bếp bước ra, ngược lại bằng phẳng như xưa. Ta đợi Thanh Vận rời đi rồi buồn bực tiến vào, chắc chắn thanh vận giấu gì đó trong này tất cả nồi rổ chén lồng hấp đều bị ta lục tung nhưng vẫn không tìm thấy gì cả chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác của ta đang lúc ta tính bỏ cuộc ánh mắt bỗng nhiên lướt qua hầm nước tuy dấu đồ trong này có thể bị ẩm ướt nhưng ai biết thanh vận có nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay không vì thế ta đến trước hầm nước lật miếng che nhìn vào chỉ thấy mặt nước yên tĩnh hơi gợn sóng Tập trung nhìn kỹ lập tức phát hiện hai sinh vật tám chân nên ngang đi lại, vì sao vừa rồi thanh vận phòng ngực, vì sao công người? Ha ha, hết thảy đã có đáp án, phốc. Ha ha. Ha ha ha. Ta cười lăn cười bò, ha ha. Ha ha ha. Nhờ phát hiện này, ước chừng ta cười trong bếp hết nửa canh giờ, ngay cả thắt lưng cũng sắp gãy, sư phụ a à, sư phụ, Đồ Nhi đã nói người chỉ ra vẻ đạo mạo mà thôi không ngờ đến chuyện này cũng dám làm, không hổ là sư phụ, đồ nhi thật sự cam bái hạ phong, đêm đó, tâm tình của ta vui vẻ khác thường, thế nên bữa tối cũng phong phú hơn, nhiều món hơn. Mỗi người một con cô ăn với giấm hồng pha thêm ít gừng và tiêu, thất nhi, cô này ở đâu ra? Thanh vận nhìn ta nghi hoặc, đồ nhi đi chợ mua lúc chiều, trước đó vài ngày không phải sư phụ đã nói lúc này là mùa cua cúc hoàng sao. Đồ nhi thấy cũng sắp hết mùa, sợ sau này cô không được ngon nữa nên mua ba con thầy trò chúng ta ba người mỗi người một con ta lạnh nhạt trả lời còn tỏ vẻ cần được khen ngợi thất nhi thật có lòng thanh vận nhìn số lượng cua sự ngờ vực trong mắt giảm xuống bắt đầu ra tay tiêu diệt con cua lúc này đang mùa cua cúc hoàng nên rất ngon thịt non mịn trắng nõn bữa cơm này ba người ngồi ăn chung vô cùng vui vẻ nhưng qua hôm sau khi thanh vận thấy ta biểu tình đã chuyển biến lớn lao Ôi chao, thật sự là ăn xong chùi mép mà, Thanh Vận vừa tức vừa giận vừa hận nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn ta lạnh lùng, không nói lời nào lướt qua ta để lại mình ta đứng tại chỗ cười càng rỡ. Hôm qua Thanh Vận vụng trộn chạy ra mua hai con cua, lúc về sợ ta bắt gặp nên quyết định giấu trong ngực. Sau lại vụng trộn giấu hai con cua trong hầm nước, ai ngờ bị ta phát hiện. Vì thế ta tương kế tự kế lại ra chợ mua thêm một con nữa là thành ba con, Thanh Vận nhìn số cua sẽ không nghĩ nhiều, hắn làm sao ngờ hai con trong đó là chính hắn mua, chỉ có một con là ta bỏ tiền ra mua. Ha ha ha, sư phụ a à, sư phụ, giấu cua trong ngực vụn trộn mang về, trên đời này sợ là chỉ có mình sư phụ dám làm mà thôi. Keo kiệt đến mức này thật đúng là cực phẩm. Cực phẩm sư phụ. Cứ nhớ lại cảnh hắn bị cua kẹp con cả người là ta cười như điên dại. Sư phụ, ăn vụn cũng phải có bản lĩnh. Ha ha ha, nhưng vì chuyện con cua, Thanh vẫn suốt ba ngày không nói gì với ta, chỉ sợ hắn đang xấu hổ vì sự tình bị ta phanh phui quá sớm, muốn chỉ trích ta lại không thể chỉ trích, chẳng lẽ lại nói. Ai cho phép ngươi lấy cô vi sư lén giấu? Thế nên hắn cứ im ỉm. Ta an nhàn sung sướng, hắn không nói gì nên chuyện bưng trà rót nước cho khách cứ mặc hắn làm. Hôm nay, ta ra chợ mua đồ ăn. Toàn nghe nông phụ trong chợ bàn luận một đề tài, nhạy cảm, đều nói nam nhân vui vẻ vì uống rượu, nữ nhân vui vẻ vì nhiều chuyện, lời này không sai chút nào. Nữ nhân nghe được chuyện bác quái lập tức nhao nhao như rùi bọ, bâu lại thành một đống, hoàn toàn khác xa với đạo lý khác giới hút nhau, cùng giới đẩy nhau, cũng không cần biết có quen nhau hay không. Ta không khỏi hiếu kỳ, liền nhào vào thám thính, người được nhắc đến là thiết hương phù con gái của nhà thợ rèn ở phía Tây Trấn, năm nay vừa tròn 18, tướng mạo trung bình nhưng được toàn bình ngư trấn công nhận là cao số, sự tích anh hùng của nàng chính là. Một tuổi ngã từ trên giường xuống, đầu tóc còn nguyên, không hề bị thương, lúc năm tuổi bị bọn buôn người bắt cóc may nhờ mấy người thợ rèn cứu về. Mười tuổi ham chơi té sông, tình cờ rơi ngay xuống một miếng ván nên bơi được vào bờ, không gặp chuyện gì. Mười sáu tuổi cửa hàng rèn ế ẩm, vắng khách, mẫu thân thiết hương phù lại mất sớm, vì thế cha nàng đành phải gả nàng cho trưởng quầy của khách sạn Phúc Lai làm thiếp. Mặc dù trưởng quầy của khách sạn Phúc Lai dư giả nhưng không ngừng đánh chửi thê thiếp, người vừa vào cửa mà mặt mũi bầm dập là còn nhẹ, ngay cả chuyện bị đánh gãy tay gãy chân cũng có. Kết quả trước ngày thiết hương phù gả đi, hắn uống rượu xong bỗng chết bất đắc kỳ tử. Cha nàng không bị đòi lại xính lễ, nữ nhi cũng không cần gả ra, thật có thể nói là phúc tinh cao chiếu, từ đó truyền thuyết nữ nhi nhà thợ rèn ở trấn Tây Thiết Hương phù cao số lưu truyền khắp nơi, dương danh cùng sát thủ nữ tử đoạn nhị công tử, là nhân vật làm mưa làm gió tại Bình Ngư Trấn. Chuyện mọi người đang bàn tán chính là 15 tháng này Thiết Hương phù về làm vợ đoạn nhị công tử đoạn tan mặt. Hôn sự này khiến trấn nhỏ nổi lên một trận dông bão, ai cũng quan tâm đến cuộc chiến sắp tới giữa hai nhân vật nổi tiếng này rốt cuộc thiết hương phù cao số may mắn sống sót thoát khỏi tay sát thủ nữ tử đoạn nhị công tử hay đoạn nhị công tử sát khí quá nặng khắc chết thiết hương phù cao số hết thảy đều xôn xao người dân bình ngư trấn vì hôn sự này mà tha hồ phát huy trí tưởng tượng vô tận thậm chí còn đánh cực nhưng thật sự thực lực không quá chênh lệch nên tỷ lệ cá cực hiện nay vẫn là thiết hương phù với đoạn nhị công tử một chọi một